Triệu Nghị, làm việc đi. Được rồi Ngô ca, quanh đây mười mấy mét thì kỹ năng giết lợn của cậu giỏi nhất. Ngô ca quá khen rồi. Con dao này của cậu hoàn toàn phi thường đấy. Ngô ca, con dao này. Đã làm tổn thương người thân và bạn bè của tôi, bắt buộc phải giết, vi phạm điều cấm kỵ của tôi, phải bị trảm. Làm nhục nhã đại hạ quốc vĩ, dù có ở xa cũng bị giết. Long chủ, bây giờ, nước khác đã bị giết, khu vực biên giới ổn định, nguyên thủ quốc gia hạ chỉ phong ngài trở thành đại hạ Long Vương, có thêm 1 vạn người lính. Không cần, hôm nay, chiến sự đã chấm dứt, cũng là thời gian tôi cởi bỏ áo giáp quay về. Long chủ, tuyệt đối không thể, đừng khuyên tôi, ý tôi đã quyết định, chỉ tiếc là đại hạ Long Tước, trong tay tôi, cái dao này, tôi sẽ không bán, thật đáng tiếc quá. AAZAY. Kỹ năng dùng dao thật tốt nha, lại là cô, Triệu Nghị, thời gian 3 ngày đã đến rồi, anh vẫn còn chưa bằng lòng ly hôn với vợ của anh, đến cưới tôi à? Anh đây là có ý gì? Chẳng lẽ nào, tôi là đại tiểu thư của Trịnh gia ở Kinh Đô, còn không xứng với một người giết mổ lợn như anh sao? Trịnh tiểu thư, tôi đã nói qua rất nhiều lần rồi, tôi đã kết hôn rồi. Kết hôn, anh chỉ là con rể nhỏ bé của Lưu gia mà thôi, có gì mà không thích hợp chứ? Đúng rồi, tôi nghe nói bây giờ anh dựa vào giết mổ lợn bằng cách kiếm sống. Ở nhà họ Lưu các người, chẳng qua là sống cuộc sống không bằng con lợn, con chó. Ăn cơm chỉ có thể ăn thức ăn thưa, ngay cả bàn cũng không đến được, thật hay giả thế? Trịnh tiểu thư, đây là chuyện nhà của tôi, không phiền ngài bận tâm, nhưng mà, tôi chính là thích anh đấy, chị Lăng Huyên tôi muốn có được thứ gì, còn chưa bao giờ thất bại, tôi đã từng nói qua, người đàn ông xứng đáng với Trịnh Lăng Huyên tôi, nhất định là một vị, anh hùng cái thế. Nói đùa rồi Trịnh tiểu thư, tôi chỉ là một người giết mổ lợn, tôi không ghét bỏ việc anh là người giết mổ lợn, nhưng mà, anh cũng đừng lừa tôi, cái dao giết lợn của anh này, cùng với đại hạ Long Tước chất liệu hoàn toàn giống nhau, anh tuyệt đối không phải người bình thường. Trịnh tiểu thư cô nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu? Nếu như cô không có việc gì, vậy tôi đi trước đây. Đừng vội vàng cự tuyệt như vậy. Với thực lực của Trịnh gia tôi chỉ cần động một ngón tay thì có thể đè chết tập đoàn Lưu thị của vợ anh. Cô đang uy hiếp tôi. Đúng vậy, trừ phi anh lấy tôi. Ồ đúng rồi, hay là ở rể hả? Trịnh tiểu thư, tôi rất yêu vợ của tôi, chúng tôi sẽ không ly hôn đâu, kể cả là anh yêu cô ta. Vậy cô ta có yêu anh không? Cô có ý gì? Alo mẹ, sao thế ạ? Phế vật, cậu mau cút về đây cho tôi, để cậu với Ngữ Yên ký đơn ly hôn. Cái gì? Đơn ly hôn? Ha ha, Ngữ Yên, lần này là cơ hội rất khó kiếm được. Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Trịnh thị ở Kinh Đô, Trịnh Lăng Huyên đến Hà Thành chúng ta, nhưng mà nhà họ Châu của bọn anh phụ trách tiếp đón. Châu thiếu đây là thật sao? Trịnh tiểu thư thế nhưng là hình mẫu người phụ thời đại mới trong lòng chúng tôi, cũng là thần tượng của tôi từ đấy đến giờ. Anh biết cho nên lần này anh đã đặc biệt vì em Châu nơ bị rồi một tấm thiệp mời. Nếu như em có thể thừa cơ cùng với Trịnh tiểu thư hợp tác thành công, vậy thì Lưu gia bọn em lập tức có thể vươn lên trở thành nhà giàu mới ở Kinh Đô rồi. Đây thật sự quá tốt rồi, tôi không biết phải làm sao cảm ơn anh. Ây chị xem con người Châu thiếu rất có triển vọng, không giống như người nào đó chỉ biết giết mổ lợn, trên người toàn mùi của lợn, quả thật là làm ô nhiễm không khí. Em trai con nói đúng đấy. Ngữ Yên à, mẹ muốn nói con nên cùng với Triệu Nghị mang cuộc hôn nhân này ly hôn đi, sau đó kết hôn cùng với Châu thiếu. Như vậy thì đây mới là thời điểm tuyệt vời để Lưu gia chúng ta nổi lên. Về phần Triệu Nghị, mẹ đã nói với nó rồi, muốn để nó tới mang bản thỏa thuận ly hôn này ký lên. Mẹ sao mẹ có thể làm như vậy? Con không đồng ý. Tôn Liên, bản thỏa thuận ly hôn này con tuyệt đối không thể nào ký. Mẹ muốn gả thì tự mình gả đi. Sao mày lại nói những lời như vậy? Mày còn không biết rõ ràng địa vị ở cái nhà này của mình rồi sao? Triệu Nghị,
Sao anh lại nói với mẹ những lời như vậy? Mẹ kế này của em, 3 ngày 2 lần đem Châu Kiệt đến nhà chúng ta. Trong hồ lô của bà ta bán thuốc gì? Em không biết sao? Trong hồ lô của bà ta bán thuốc gì? Em không biết sao? Has, Ngữ Yên, anh thật sự không có ý gì khác. Có điều là nhiều năm như vậy, nhìn thấy em một mình làm việc mệt mỏi như vậy, muốn giúp đỡ em một chút mà lại để anh chịu hiểu lầm. Vậy thì thiệp mời này anh mang đi vậy. Ây Châu Thiếu, anh đừng tức giận. Mày cái con người này, mày vậy mà lại dám xúc phạm đến Châu Thiếu. Mày tự nhìn lại dáng vẻ của mày đi, mặc một cái áo ba lỗ, cắp dao giết lợn đi rêu rao khắp nơi. Chỉ sợ là người khác không biết mày là một thằng giết mổ lợn. Đúng là cái đồ mặt bàn cũng không lên được nổi. Làm người nhà này 3 năm rồi, đã mang về đây được cái gì? Hay trương cái gì? Anh tốt nhất nên quay lại làm một thằng mổ lợn đi. Hừ, những năm này anh mang mặt mũi của toàn gia đình ở thành phố này làm xấu hổ. Đúng là đồ rác rưởi ở phố sao? Căn bản không xứng với tôi. Im mồm đi, tao thấy mày ăn nhiều cứt lợn rồi, tâm trí hồ đồ rồi. Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, nhanh chóng xin lỗi Châu Thiếu. Anh ta không xứng. Đủ rồi Triệu Nghị, những năm này em không cầu xin anh phải tiến bộ hơn nữa, nhưng mà cầu xin anh đừng gây thêm phiền phức cho em nữa. Cơ hội lần này có thể có cơ hội tiếp xúc với Trinh tiểu thư, nói không chừng có thể để Lưu gia chúng ta càng tăng lên một giá trị. Để anh xin lỗi một cái thì sao? Em muốn gặp Trịnh Lăng Huyên, anh đem cô ta gọi đến đây cho em gặp là được rồi. Anh thật sự là một thằng quê mùa. Trước khi mà anh khoe khoang, có thể nào hỏi thăm một chút không? Trịnh tiểu thư là nhân vật to lớn ở kinh đô, anh còn gọi qua đây, sao anh không lên trời luôn đi? Anh Triệu, anh nhìn cho rõ ràng, đây là thiệp mời tiếp đón Trịnh tiểu thư, toàn bộ Hải Thành chỉ có 10 cái, rất khó tìm. Cho em đi này. Anh điên rồi phải không? Anh có biết mình đang làm gì không? Vợ à, thiệp mời giống anh ta như thế này, anh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Em cả bản không cần cầu xin anh ta. Đây mới thật sự là bộ mặt thật của anh. Ích kỷ, đạo đức giả, ái mộ hư vinh. Vốn dĩ tôi còn có chút do dự, bây giờ xem ra mẹ tôi nói đúng. Thỏa thuận ly hôn này, tôi ký rồi. Ngữ Yên, em đây là có ý gì? Triệu Nghị, mày còn không rõ ràng à? Ngữ Yên nhà tao bây giờ đã là người nổi tiếng trên các tạp chí kinh tế tài chính rồi. Tuổi tác trẻ như vậy mà giá trị con người đã hơn 20 tỷ. Dẫn dắt nhà họ Lưu gia nhập vào 3 đại gia tộc ở Hải Thành. Đồng thời con bé cũng là mỹ nữ số 1 của Hải Thành. Một thằng giết lợn như mày có xứng không? Chỉ 20 tỷ mà thôi, tôi chưa bao giờ để vào trong mắt. Nhiều năm như vậy, nếu như không phải tôi lén lút giúp đỡ Lưu gia các người, em tưởng rằng có thể tự mình đi đến được địa vị như hôm nay không? Triệu Nghị, đừng có bảo là anh ăn mấy cân lòng lợn thì điều đó là giỏi. Còn 20 tỷ, anh ngay cả 20.000 cũng không có, còn nghĩ đến giúp Lưu gia chúng tôi. Nếu không phải chị tôi thu nhận và giúp đỡ anh đã sớm chết đói trên đường rồi. Thì là, mày chỉ là một thằng giết lợn, ngay cả chạm vào đầu ngón chân của Ngữ Yên nhà tao cũng không với tới. Ngữ Yên gả cho mày, không biết là ở sau lưng bị người ta đánh gãy không biết bao nhiêu xương sống. Nhưng mà ví dụ con bé gả cho Châu Thiếu, vậy thì con bé sẽ là người phụ nữ được mọi người ghen tị nhất Long Châu. Quyền lợi, địa vị, tiền bạc, muốn cái gì có cái đấy. Nghe rõ chưa? Triệu Nghị, biết điều thì bây giờ nhanh chóng ly hôn với Ngữ Yên. Ngữ Yên, em cũng cảm thấy như vậy sao? Tôi biết, anh bởi vì tự ti mới nói ra những lời hoang đường như vậy. Nhưng mà chúng ta đã là người của hai thế giới rồi. Việc công ty, anh không thể giúp thì thôi đi. Anh suốt ngày ngoài biết giết lợn làm cơm, anh còn có một mục tiêu nào khác không? Tôi thật sự chịu đựng đủ rồi. Được. Ngày bình thường, đối với cô mà nói là một loại hành hạ. Chúng ta ở tầng lớp khác nhau, anh sẽ không hiểu được. Được, trong đây có 200 triệu, hay coi như là đền bù cho anh. Anh cầm lấy tự mình sống tốt đi. Được, thì ra em đã đem tất cả nghĩ tốt rồi. Nếu đã như vậy, vậy thì tôi ký. Hy vọng em đừng hối hận. Hy vọng em đừng hối hận. Hối hận, Ngữ Yên có thể thoát khỏi một người phiền toái, lập tứ sự nghiệp sẽ thăng tiến. Nhận rõ sự thật đi Triệu Nghị, cho dù anh có thể xe những tấm thiệp mời này, tôi vẫn có thể trực tiếp mang Ngữ Yên đi vào yến tiệc. Anh thành thật bán lợn của anh đờ, ây ra vẫn là Châu Thiếu lợi hại. Ngay cả Trịnh đại tiểu thư cũng phải nể mặt ngài vài phần, không giống như người nào đó trong miệng nói ra toàn lời khoe khoang, không thể thổi đi mùi phân lợn trên người của mình. Được rồi, yến tiệc sắp bắt đầu rồi, Ngữ Yên đi thôi. Ngừng rồi, em vĩnh viễn cũng không biết em đã đánh mất cái gì. Đứng lại, mày đi đâu? Thế nào,
tôi tự mình thu thập đồ đạc cũng không được. Lúc mày đến Lưu gia chúng tao, trong túi một đồng tiền cũng không có. Mày ăn, mặc dùng, toàn bộ đều là của Lưu gia. Mày còn muốn mang đi, tao không cởi quần áo mày là may rồi. Đúng vậy. Chẳng trách chị tôi lại bỏ anh. Kể từ khi tôi bước vào Lý gia các người, tôi đối với các người ngoan ngoãn phục tùng, mang các người nâng lên như tổ tông. Cuối cùng các người đối xử với tôi như vậy. Mày chẳng qua chỉ là một thằng phế vật ở rể, không phải là nên hờ hạ chúng tôi sao? Đúng vậy. Ấy đúng rồi, trước khi anh đi, chúng tôi còn phải khám xét trên người anh. Lỡ như anh đem cái gì của Lưu gia chúng tôi đi ra ngoài bán thì sao? Mày ức hiếp người quá đáng. Mày, anh kích động như vậy làm gì? Chừng lẽ nào anh thật sự trộm đồ của Lưu gia chúng tôi? Có thật giật mình, tao khuyên mày tốt nhất là tự mình ngoan ngoãn giao ra đây. Nếu không để tao tìm thấy, mày nhất định phải chết. Còn có tấm thẻ ngân hàng đấy cũng giao ra đây, của Lưu gia đó. Chứ tiền này mà bà cũng nhớ nhung, sao lại gọi là nhớ nhung chứ? Mày ở Lưu gia bọn tao ăn bám nhiều năm như vậy, tao thua một chút lãi thì làm sao? Tao nói cho mày biết, tiền của con gái tao, mày một đồng cũng đừng nghĩ đến chuyện cầm đi. Cút ra, cầm tiền của các người. Cút đi, ây mẹ, cầm tiền của các người. Từ giờ trở đi, tôi cùng với Lưu gia các người, cả hai không còn nợ nhau. Nhưng mà tôi nói cho bà biết, mang tất cả đồ đạc trả lại cho tôi. Người đâu, mang quần áo của nó vứt ra đây. Ngọc bội của tôi đâu? Ngọc bội gì? Tôi không biết. Tôi cho các người một cơ hội cuối cùng, đem ngọc bội trả cho tôi. Bán cũng bán rồi, lấy cái gì mà trả? Mày nói cái chi gì? Mày nói cái gì? Mày thật là to gan lớn mật. Mày đem ngọc bội của tao bán cho ai rồi? Nói, làm cái gì vậy? Người đâu, giết người rồi. Nói nhanh, tôi đem ngọc bội cho Châu Thiếu làm tiền đặt TC cược rồi. Mày là thằng khốn, không phải chỉ là một miếng ngọc bội vỡ thôi sao? Mày căng thẳng cái gì chứ? Mày lại dám làm tổn thương con trai tao? Mày không xong với tao đâu. Ngọc bội vỡ, ngọc bội của tôi. Nếu như có một chút tổn hại nào, thì hai người các người có thêm 10 cái mạng cũng không thể bù đắp đủ đâu. Người đâu, chuẩn bị xe, đến yến tiệc. Tiểu thư, bệnh của lão gia nghiêm trọng rồi. Có người ở kinh đô theo dõi ngài. Ngài lần này quay lại trước thời hạn được không? Cô yên tâm, tôi đã sắp xếp yểm trợ dự bị rồi. Bố tôi từ lúc về kinh đô thì bệnh luôn nghiêm trọng. Sự việc này ngược lại không đơn giản. Hy vọng ở tiệc tiếp đón có thể thăm dò một số vị bác sĩ nổi tiếng. Thuộc hạ rõ rồi. Châu Thiếu, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội lần này tiếp xúc với Trịnh Tiểu Thư. Ngữ Yên, chút việc này có gì đâu. Ngữ Yên, vừa nãy anh quá mạo phạm rồi. Ly rượu này coi như anh nhận tội vậy. Châu Thiếu nói quá lời rồi. Đừng uống. Anh làm gì vậy? Cậu muốn làm gì? Đừng làm loạn. Anh vậy mà dám bỏ thuốc vào trong ly rượu này. Cái gì? Bỏ cái rắm. Ngữ Yên, nếu như em không tin vậy thì anh chứng minh cho em xem. Anh ta tuyệt đối đã uống trước thuốc giải rồi. Đủ rồi Triệu Nghị, vậy mà lại dùng cách đáng khinh như vậy đi vu khống cho Châu Thiếu. Tôi đối với anh quá thất vọng rồi. Đây là cái tên phế vật ở rể của Lưu gia đó. Hôm nay ở chỗ cao cấp như này, ăn mặc thành cái hình dạng gì đến, thật là mất thể diện. Đừng nói như vậy, đừng đánh giá người ta. Mới giết lợn ở chợ trở về xong, đều là vì cuộc sống mà. Thật là hành động liều lĩnh. Nữ nhân Châu Thiếu nhìn chúng, còn phải dùng thuốc để hạ ao. Ngữ Yên, lần nào em nhất định phải tin tưởng anh. Anh nói đều là thật. Anh muốn tôi lấy cái gì để tin tưởng anh? Anh muốn mang con dao giết lợn của anh làm tôi mất hết mặt mũi phải không? Tôi vốn dĩ cho rằng anh chỉ là không chịu thua, không thể ngờ anh vậy mà lại dùng thủ đoạn vô sỉ như vậy đi đổ oan cho Châu Thiếu. Anh đổ oan cho hắn ta, rõ ràng là hắn ta. Triệu Nghị, tôi là Châu đại thiếu gia, sao lại có thể làm lại chuyện này? Ngược lại anh một thằng giết mổ lợn đê hèn, vậy mà dám xâm phạm đến yến tiệc của Trịnh tiểu thư. Nực cười, năm đó chinh chiến xa trường, lúc mà quét sạch hàng ngàn quân địch tác oai tác quái, một cái yến tiệc bé nhỏ, tôi sao có thể đến không được? Yêu lại còn diệt trừ hàng ngàn địch, anh cho rằng anh là đại hạ long chủ à? Ha ha ha, anh, Triệu Nghị, anh vô cùng muốn xem tôi mất mặt, anh mới vừa lòng phải không? Anh nhanh chóng cút ra ngoài cho tôi. Tôi xấu hổ, vậy em trai em trộm ngọc bội của anh, nó không biết xấu hổ à? Em trai tôi sao có thể dám làm lại chuyện đó? Không phải chỉ là một miếng ngọc bội thôi sao? Cùng lắm là tôi bồi thường cho anh, bồi thường cho tôi. Cô căn bản không biết ý nghĩa của miếng ngọc bội đó. Cậu là chiến thần cao nhất của đại hạ. Miếng ngọc bội này, ban đầu nó là ngọc bội được tặng cho công chúa họ Vương, sở hữu nó tương đương với việc sở hữu một nửa của cái của đại hạ này. Một miếng ngọc bội mà thôi, anh cần thiết phải đến loại trường hợp này không? Hôm nay tôi không cầm được ngọc bội của tôi sẽ không đi. Anh, ngọc bội, đừng có nói là miếng ngọc bội này nhé.
trả cho tôi. Châu Thiếu Anh lấy đâu ra ngọc bội này vậy? Miếng này, Lưu Nại bán cho, thì ra miếng ngọc bội này là của anh Triệu. Thật ra tôi căn bản là muốn trả cho anh, nhưng đây tốt xấu gì cũng là tôi tiêu tiền mua. Anh ra một cái giá, tôi mua, tôi muốn 500 triệu, anh có không? Chút tiền 500 triệu này, tôi từ trước giờ không để vào mắt, ít ỏi, tôi vẫn còn là Châu Chấu đấy, tôi nói là 500 triệu. Không phải là tiền âm phủ, ha ha ha. Anh sẽ không nói với tôi, 500 triệu này anh, là anh dựa vào, giết lơn kiếm được đấy chứ, hay là nói, là anh từ tiền của vợ cũ anh kinh doanh. Cắt ra đó, không cần anh phải lo lắng, đừng phí lời, quẹt thẻ, anh đừng mạo xưng là hảo hán nữa, bây giờ không phải là lúc để anh khoe khoang, tôi trước tiên giúp anh trả 500 triệu, nhà họ Lưu các người cho rằng tôi khôn thể với tới, anh thật là vô lý. Tùy tiện đưa một cái thẻ hội viên, đem tôi thành thằng đần phải không? Trong đấy có 500 triệu, tôi trực tiếp ăn phân. Phế vật đúng là phế vật, ngay cả 500 triệu cũng lấy không ra. Đợi Trịnh tiểu thư đến, cái tên phế vật này sẽ vô cùng thê thảm. Triệu Nghị, bây giờ anh quỳ xuống dập đầu với tôi, sau đó chui qua háng tôi. Tôi sẽ không truy cứu việc anh xâm phạm vào yến tiệc, còn thuận tiện mang ngọc bội này trả cho anh. Nếu không thì, đợi Trịnh tiểu thư đến, anh cứ đợi đấy mà bị cắt thành miếng đi. Trịnh Lăng Huyên chỉ là một nha đầu, là cái thá gì chứ? Tên phế vật như mày, vậy mà lại dám sỉ nhục Trịnh tiểu thư. Triệu Nghị, anh có biết là anh đang nói cái gì không? Trịnh tiểu thư chúng ta không thể đắc tội nổi. Châu Thiếu, anh có thể nào nể mặt của tôi, đem ngọc bội trả cho anh ta không? Vậy thì để anh ta tự mình nhặt đi. Anh, xin lỗi, chân tôi chuột rút rồi, anh tìm chết. Triệu Nghị, anh điên rồi. Châu Thiếu, không sao chứ? Cái tên phế vật này mày dám đánh tao? Ây Châu Thiếu, anh ta nhất thời kích động. Anh đại nhân đừng chấp tiểu nhân, anh bỏ qua cho anh ta đi, không cần em phải cầu xin anh ta, có thấy không? Ngữ Yên, trong tâm trí em vẫn còn người ta còn không cần tình cảm của em đâu. Triệu Nghị, làm tôi quá thất vọng rồi, tôi cũng sẽ không quản anh nữa. Triệu Nghị à, cuộc sống thật là thất bại nha, người đâu mang cái thằng phế vật xâm phạm. Yến tiệc chửi bới Trịnh tiểu thư bắt lại, đánh gãy chân anh ta, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Trịnh Thị Trịnh tiểu thư đến. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Trịnh Thị Trịnh tiểu thư đến. Ây Trịnh tiểu thư, ngài cuối cùng cũng đến rồi, ngài đến là vinh hạnh của Châu gia chúng tôi. Trịnh tiểu thư xin chào, tôi tên là Lâm Ngữ Yên, đã sớm nghe nói đến đại danh của ngài rồi, ngài là thần tượng của tôi, hôm nay cuối cùng cũng có phúc gặp được ngài rồi. Cô ta là vợ của Triệu Nghị, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có một người lén lẻn vào yến tiệc, tôi đang giúp ngài giáo huấn anh ta. Ai mà to gan vậy, tiểu phàm mang người qua đây. Trịnh tiểu thư, cô muốn dạy dỗ tôi à? Triệu Nghị, Trịnh tiểu thư, ngài quen biết anh ta, quen biết lắm, sao bây giờ lại lẻn vào yến tiệc rồi, là đến sỉ nhục tôi à? Cô ảo tưởng quá rồi, tôi với cô không thân, hà cớ gì phải đến sỉ nhục cô? Triệu Nghị, anh im mồm lại nhanh cho tôi. Triệu tiểu thư có thân phận gì, sao anh lại nói với Trịnh tiểu thư như vậy? Ai cho phép cô đánh anh ấy hả? Trịnh tiểu thư, ngài đừng hiểu lầm, anh ta là chồng trước của tôi, anh ta là chồng trước của cô, không có khả năng, chính là thích nói bừa, ngài đừng bận tâm. Cái gì, chồng trước? Đây là Triệu Nghị, anh ta đã bị Ngữ Yên bỏ rồi, bây giờ anh ta ở ngoài chợ, là một thằng giết mổ lợn hèn mọn, là một thằng thua cuộc. Cô nhất định phải cho anh ta một bài học, nếu đã như vậy, vậy tôi quả thực phải nghiêm khắc trừng phạt rồi. Không có gì Trịnh tiểu thư, chỉ cần ngài mở miệng, tôi bây giờ có thể thay cô dạy dỗ hắn ta. Triệu Nghị, anh nhanh quỳ xuống xin lỗi Trịnh tiểu thư đi, tôi dựa vào đâu phải xin lỗi cô ta? Anh, thằng ngốc này vậy mà lại tự mình tìm chết, em hà cớ gì phải cầu xin cho hắn ta? Trịnh tiểu thư, Triệu Nghị, anh ấy chính là mồm mép không đóng lại được, anh ấy lại ở đây mạo phạm cô, tôi thay anh ấy xin lỗi cô. Các người không phải là ly hôn rồi à? Cô lấy thân phận gì để thay anh ta xin lỗi? Tôi, Ngữ Yên đứng lên, không phải quỳ với cô ta, anh có biết anh làm gì không? Xúc phạm Trịnh tiểu thư anh chết chắc rồi. Anh có biết Trịnh tiểu thư có thân phận gì không? Anh chỉ là một thằng giết mổ lợn thấp kém, vậy mà lại dám bôi nhọ cô ấy. Có biết một câu của Trịnh tiểu thư thì có thể bóp một ngón tay, bóp chết anh giống con kiến không? Hôm nay anh không quỳ xuống xin lỗi, anh cũng chết chắc rồi. Cô ta căn bản là không động được đựa dần tôi. Ồ, phải không? Nếu đã như vậy, vậy thì tôi quả thật phải nghiêm khắc trừng trị anh rồi. À hát, vậy mà lại đã ly hôn rồi. Vậy thì phạt anh, gả cho tôi vậy. Trịnh tiểu thư, đây, anh ta là một thằng mổ lợn, sao có thể xứng với ngài chứ? Ngài không đùa chứ? Trịnh Lăng Huyên, tôi chọn chồng như thế nào? Còn phải trưng cầu ý kiến của anh à? Triệu Nghị, rốt cục là anh dùng thủ đoạn gì để lừa gạt Trịnh tiểu thư?
còn phải lừa sao? Cô ấy tự nguyện, nói chuyện vô nghĩa. Cái thằng phế vật này, ngay cả xách giày cho Trịnh tiểu thư mày cũng không xứng. Tôi xứng hay không? Không phải anh nói là được. Nói anh là một thằng ASC rưởi, đều làm dơ bẩn hai chữ rác rưởi này. Mẹ mày thằng chó này, thật to vô cùng can đảm. Hôm nay tao sẽ thay Trịnh tiểu thư dạy dỗ mày thật tốt. Người đâu? Đủ rồi, cả người đều nghe rõ cho tôi. Triệu Nghị là nam nhân của tôi, ai dám xúc phạm đến anh ấy chính là đàn xúc phạm đến tôi. Trịnh tiểu thư, điều này không thể, tuyệt đối không thể như vậy. Triệu Nghị, không, Triệu thiếu, trước đây tôi mắt mù, anh đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho tôi một mạng. Vừa nãy không phải anh bắt tôi quỳ xuống sao? Còn nói là đánh gãy một chân của tôi. Ấy ấy, tôi sai rồi, là mắt chó tôi bị mù. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Anh đại nhân đừng chấp tiểu nhân, nay tha cho tôi cái mạng này đi. Ồn ào, tiểu phàm, mang người lôi ra ngoài. Ấy, chờ chút, lão đại bên sân bay có tin tức đến, nói rằng máy bay của Trịnh tiểu thư đáp xuống, qua nửa giờ nữa, để chúng ta chuẩn bị cho tốt. Cái gì? Đây rốt cục là chuyện gì? Tính sai rồi, người đó chỉ là thế thân dùng để yểm trợ mà thôi. Chuyện gì? Tao nói cho mày biết, Trịnh Lăng Huyên này chỉ là hàng giả. Cái gì? Giảo mạo, được lắm Triệu Nghị mày. Mày to gan lớn mật, lại dám tìm người đến để giả mạo Trịnh tiểu thư còn bôi nhọ cô ấy. Trịnh tiểu thư là người cao cao tại thượng như vậy, sao có thể xem trọng mày? Một thằng phế vật như vậy, kẻ nghèo hèn, anh cho rằng anh dùng loại trả thù này với tôi à? Anh có biết không, tìm người giả mạo Trịnh tiểu thư, đáng để chết. Nực cười, tôi sống hay chết còn có ai có đủ khả năng quyết định? Tao cho rằng mày không sợ chết, bây giờ xem ra mày đúng là kẻ điên thuần túy. Mày bây giờ tìm người giả mạo Trịnh tiểu thư, còn ở bôi nhọ trước mặt tao, hôm nay tao sẽ đem mày ngũ mã phanh thây. Thay trời hành đạo, cái đồ không biết sống chết, thử động vào anh ấy xem. Được rồi, cô bé, còn ở đây diễn nữa, xem toàn thân của cô còn có một chút sắc đẹp, hầu hạ tốt tôi còn có thể tha cho cô một mạng. Anh cũng xứng, cho mặt mũi còn không cần, ngây ra đó làm gì? Qua đây, đem con nhỏ này bắt lại cho tao, đợi lão tử hưởng thụ xong, cũng để các ngươi thử. Đi chết đi. Cẩn thận. Mày rốt cuộc là người gì? Một người mà mày không bao giờ có thể trêu chọc đến. Không hổ là nam nhân mình xem trọng, cong không để lộ tài năng thật. Mày đừng qua đây. Đằng sau tao là Châu gia, là gia đình hoàng tộc ở kinh đô. Vương gia ở kinh đô thì có thể một tay che trời, ngay cả thủ đô cũng phải cho họ mặt mũi. Mày dám ở đây đây làm liều, muốn bóp chết mày, chỉ cần một ngón tay là đủ rồi. Vương gia kinh đô, đúng, bây giờ thì biết rồi. Tao nói cho mày biết, tao có quyền có tiền, mày chỉ là một kẻ thấp hèn. Tao muốn mày chết, thì mày phải chết. Là quyền lực ủa màu đến nhanh, hay là dao của tao nhanh? Mày đừng qua đây. Triệu Nghị, anh đừng làm loạn nữa. Nếu như anh giết chết Châu Thiếu, người ở kinh đô sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Dù sao thì các người cũng phán cho tôi một án tử hình rồi không phải sao? Tôi giết một cái là đủ, giết hai kiếm được một. Anh đừng nói lời này, anh nhanh đi đi, đợi Trịnh tiểu thư thật đến rồi, anh chạy không nổi đâu. Triệu Nghị, Trịnh tiểu thư lập tức tới đây, đợi cô ấy đến rồi, chúng mày đợi chết đi. Bây giờ tao gọi cho cô ấy một cuộc điện thoại, anh gọi cũng vô dụng thôi, anh nhanh đi đi. Không cần lo, để anh ta gọi. Được, các người đều không được chạy, từng người một đợi chết đi. Cái gì? Chuyện gì? Bố của em bệnh tình nguy kịch rồi, em phải nhanh chóng quay về. Vốn dĩ là đến tìm một bác sĩ nổi tiếng, bây giờ không kịp rồi. Như vậy đi, đợi một chút tôi cũng sẽ qua, nói không chừng có thể giúp được cái gì. Anh có quen bác sĩ nổi tiếng sao? Như vậy đi, vậy em về trước, xem tình hình. Tao nói cho mày biết, một lần này, tao tạm tha cho mày một cái mạng. Nếu như lần sau gặp lại, vậy thì không chết dễ dàng như vậy đâu. Phải chết là bọn mày, ngay cả khi chúng mày chạy đến chân trời góc bể, Trịnh tiểu thư nhất định sẽ giết chết chúng mày. Châu Thiếu, bỏ đi, bỏ đi, sao có thể bỏ đi như vậy được? Thù hôm nay, tôi nhất định sẽ nhớ. Trịnh tiểu thư, gọi được chưa? Không gọi được, điện thoại vẫn luôn không kết nối được, đoán chừng chắc là có việc gì trì hoãn rồi. Triệu Nghị này, bây giờ không chỉ trêu chọc đến Châu gia bọn anh, mà còn tìm người giả mạo Trịnh tiểu thư. Ngữ Yên, em đừng tốn công cầu xin cho anh ta. Châu Thiếu nói đùa rồi, tôi với anh ta đã ly hôn rồi, cuộc sống sau này của anh ta không liên quan đến tôi. Được, Ngữ Yên, anh biết em là một người nhạy cảm, em cũng biết anh thích em rất lâu rồi,
Anh biết, em muốn đợi tiếp đón Trịnh tiểu thư, chẳng qua là muốn cùng hợp tác với tập đoàn Trịnh thị để đền bù cho bọn em. Tập đoàn Lưu thị thiết hụt 50 tỷ, em yên tâm đi, có anh ở đây, hợp tác với Trịnh thị, anh nhất định sẽ lấy cho em. Vậy thì cảm ơn anh trước Châu thiếu. Triệu Nghị, ngay từ đầu đã chọn anh, thật sự là tôi sai rồi sao? Bố người như thế nào rồi? Trịnh quản gia bố tôi, tình hình ông ấy bây giờ như thế nào? Bác sĩ nói, sợ rằng chịu không nổi tôi hôm nay. Sao lại thế này? Tiểu thư, không phải là cô mời bác sĩ nổi tiếng sao? Tìm thấy chưa? Xét thấy cô đã từng giúp tôi, bệnh của Trịnh lão gia, để tôi thử xem, anh còn biết trị bệnh à? Anh đừng nói đùa nữa, anh mau gọi thần y nổi tiếng qua đây đi. Tôi nói thần y chính là tôi mà. Hồ nháo, cậu là Mao trưởng tề sao? Anh còn tự xưng là bác sĩ nổi tiếng. A Hát có biết lão gia chúng tôi là người như thế nào không? Chảy xa chuyện rồi, cậu có thể chịu trách nhiệm được không? Dù sao thì ông ta cũng sắp chết rồi, vậy thì coi ngựa chết như một bác sĩ sống, nói không chừng còn có một tia hy vọng. Cậu thật là to gan. Trịnh quản gia, ông đừng lo lắng. Triệu Nghị, bây giờ không phải lúc để nói đùa đâu. Tôi không nói đùa, bệnh của ông ấy chỉ có tôi mới trị khỏi. Nếu không vì nể mặt em, người khác cầu tôi còn không trị đâu. Đây. Tiểu thư, đừng nghe gia hỏa này nói bậy. Tôi thấy cậu là một kẻ lừa đảo. Bệnh của lão gia, ngay cả bác sĩ nổi tiếng ở kinh đô cũng trị không nổi. Ngoại trừ người của quỷ y môn đến, có lẽ còn có một tia hy vọng. Nhưng mà người của quỷ y môn, thần không biết quỷ không hay, căn bản là tìm không thấy. Nực cười, Trịnh lão gia bị dính bùa, môn vua của quỷ y môn đến cũng vô dụng. Nói sằng nói bậy, cái gì mà dính bùa, môn chủ quỷ y môn đều trị không được. Cậu có thể trị, ý của cậu là cậu so với môn chủ quỷ y môn trình độ y khoa cao hơn. Đương nhiên rồi, môn chủ quỷ y môn là đồ đệ của tôi đấy. Tiểu thư, cô ngơ đi, gia hỏa này cong không phân biệt cao thấp, lại còn nói cái gì môn chủ quỷ y môn là tồn tại đẳng cấp. Cậu ta vậy mà nói môn chủ là đồ đệ của cậu ta. Triệu Nghị, anh nói thật không? Đương nhiên, từ lúc bắt đầu tôi không nói dối. Anh đối với bệnh của bố em có mấy phần chắc chắn? Rất dễ, 100%. Được, em tin tưởng anh, anh mau trị đi. Tiểu thư, cô không thể lấy tính mạng của lão gia ra đùa được. Gia hoa này không thể tin tưởng. Trịnh quản gia, việc này ông đừng quản nữa, tôi tin anh ấy. Tiểu thư, đều nghe cô vậy, lão gia nhà chúng tôi nếu như có bất kỳ sai lầm nào, thì cho dù tiểu thư nhà tôi có bảo vệ anh, tôi sẽ liều cái mạng già này cũng để cho anh phải trả giá. Được, ông đúng là lão già trung thành. Vậy đi, đi giúp tôi cầm phó ngân châm. Bệnh của Trịnh lão gia, ông có thể yên tâm. Châm pháp thật là cao minh. Đây, đây là có kết quả rồi. Sao không có biến hóa gì? Bố của em trong cơ thể có chất độc, không dễ dàng loại bỏ như vậy. Ít nhất thì 2 giờ sau thì mới có thay đổi rõ ràng. Nhớ lấy, trong vòng 2 tiếng không thể rút châm ra được, nếu không thì sẽ gây ra rắc rối. Được. Lăng Huyên, nghe nói là bác trai bệnh rồi, tôi đã đặc biệt mang tiền đại sư đến để xem bệnh cho bác. Đồng Bá Thiên, sao anh lại đến đây rồi? Tôi nói rồi chúng ta không hợp, nhanh cút đi. Lăng Huyên, em qua tuyệt tình rồi. Anh tốn rất nhiều công sức mời tiền đại sư đến đây. Ông ấy là đại đệ tử của môn chủ quỷ y môn, nhất định có thể trị bệnh cho bác trai. Thật sự là tiền đại sư, tiền đại siêu, nghe danh đã lâu. Nghe nói quỷ y môn các ngài đệ tử kiêu hãnh nhất của môn chủ, kỹ năng y tế thần diệu. Lần này, lão gia của chúng tôi được cứu rồi. Ôn là người của quỷ y môn, không sai, chính là tại hạ. Nhưng tôi nhớ, quỷ y môn kế thừa là trung ý. Xem bộ dáng này của ông, Tây Y à, trẻ em đừng lo lắng những điều vô nghĩa. Quỷ y môn chúng tôi, đó là hiện có trung y, cũng có Tây Y. Bản thân tôi, chuyên ngành là Tây Y, cứ cho ông là người của quỷ y môn. Hôm nay ông cũng đi qua đây một chuyến, bởi vì tôi cũng đã trị xong bệnh cho Trịnh lão gia rồi. Tiểu tử này ở đâu đến, ở trước mặt tôi khoe khoang, anh mang bệnh của bác trai trị khỏi rồi. Bác trai sao còn chưa tỉnh nữa? Quản gia, lại người như thế này cũng để trị bệnh cho bác trai, còn dám vào, đuổi đi cho tôi. Đây là bạn của tiểu thư chúng tôi, nói là đặc biệt đến để trị bệnh cho lão gia chúng tôi. Bạn của tiểu thư? Tôi nhớ ra rồi, đây không phải là người bị Lưu gia đuổi đi đó sao?
Phế vật, nghe nói bị Lưu Ngữ Yên bỏ rồi. Thế nào, một thằng mổ lợn không cầm dao mổ lợn, thay vào đó là cầm dao mổ à? Đồng Bá Thiên, tốt nhất miệng anh nên sạch sẽ chút cho tôi. Lăng Huyên, cái thằng rác rưởi này, biết y thuật gì chứ? Em sẽ không phải là tin anh ta đấy chứ? Tiểu tử, nhân lúc tôi chưa phát cáu, nhanh cút cho tôi. Có người bảo tôi cút, cỏ trên mộ cũng cao bằng anh rồi. Vẫn còn kiêu ngạo, cậu biết tôi là ai không? Tôi là con trai của hoàng đế ngầm ở Hải Thành. Đống Bá Thiên, cái gì con trai của tôn tử? Tôi không quen biết anh. Ây, được rồi đừng nói nữa, bố của tôi còn muốn nghỉ ngơi. Tiểu tử, đợi lần sau thu thấp cậu. Tiền đại sư, trước tiên xem bệnh cho lão gia. Cái châm bạc này là ai đâm vào? Quả thật là hồ nháo. Từ đã, tôi nói rồi, trong vòng 2 giờ nay không được rút, nếu không thì mạng sống sẽ gặp nguy hiểm. Nói nhảm, tôi ở trong quỷ y môn nhiều năm như vậy, tôi còn không biết sao? Trung y cái gì? Chỉ ẩn một vài cái kim bạc, vậy còn học tây y cái rắm? Vậy tôi còn học tây y cái rắm à? Đó là do kỹ năng của ông học kém. Cậu, Tiền đại sư, đừng cùng với tiểu tử này chấp nhặt. Nhưng mà anh ta trẻ tuổi như vậy cũng mới 20 tuổi thôi, có thể làm việc gì chứ? Em không phải sẽ tin tưởng anh ta chứ? Nhưng mà tiểu thư, tay nghề của Tiền đại sư, tôi thật sự đã nhìn thấy rồi. Bất kể là trung y hay là tây y, điều quan trọng nhất là có thể trị bệnh cho lão gia. Trịnh tiểu thư, tôi biết cô lo lắng cho an nguy của Trịnh lão gia, nhưng mà tôi khuyên cô đừng vội điều trị bừa bãi, rất dễ biến khéo hành vụng đấy. Xin lỗi nhé Triệu Nghị, tôi thấy bố tôi vẫn luôn không tỉnh, tôi cũng rất lắng cho ông ấy. Hay là vẫn để cho Tiền lão sư xem đi. Tôi mói rồi, bây giờ rút châm ra Trịnh lão gia không thể cứu chữa. Tại hạ đã cứu vô số người, chút bệnh nhỏ này không cần phải nói, có thể bị một tiểu tử bé nhỏ làm cho sợ sao? Tôi chỉ hy vọng một tí nữa ông đừng khóc cầu xin tôi là được. Cầu xin cậu, tôi cầu xin cậu đừng nói đùa nữa. Triệu Nghị, nếu không thì anh chạy nhanh đi, nếu không một lát Tiền đại sư mang lão gia trị khỏi rồi, biết được anh ở trên người của ông ấy châm loạn lên, sự chết rất thảm. Ai thảm còn chưa biết, anh tìm một người giả mạo thần y đến đây trị bệnh cho Trịnh lão ya, thì đợi đấy thu thấp xác của ông ta đi, sắp chết đến nơi rồi còn cứng mai gây. Nếu không thì chúng ta cược một ván. Cược cái gì? Nếu như tí nữa Tiền đại sư mang bệnh của bác trai trị khỏi rồi, cậu chỉ cần chui xuống háng tôi, chui qua sau đó phế bàn tay của cậu. Anh đừng có quá đáng. Vậy nếu anh thua thì sao? Quỳ xuống đập đầu với tôi 3 lần, gọi 3 tiếng ra ra có được không? Được tiểu tử, tôi nhất định sẽ nhìn xem cậu chết như thế nào. Tiền đại sư, sao lại như vậy chứ? Tiền đại sư, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vừa nãy còn tốt mà, sao lại đột nhiên xảy ra chuyện rồi? Không sao, để tôi xem lại xe sao. Trịnh tiểu thư, Trịnh lão, sợ rằng không được rồi. Cái gì? Khốn khiếp, ông không phải nói có thể trị khỏi sao? Là cậu ta, đều là tên lừa đảo này. Cậu ta đem Trịnh lão đâm hỏng rồi. Đây, đây không thể trách tôi. Cái thứ không biết xấu hổ, tự mình làm không được, còn đổ tội cho người khác. Xem ra anh thua rồi. Không thể ngờ là tôi còn trẻ như vậy đã có một đứa cháu rồi. Mày nói nhảm, tao không thua. Cái đồ khốn này, ông dám lừa tôi? Ông không phải là đại đệ tử của quỷ y môn à? Nếu như ông chưa không tốt, tôi lấy mạng ông. Tôi thật sự đã vô phương cứu chữa rồi, tôi vẫn còn có cách. Tôi gọi sư phụ của tôi đến, ông ấy hất định có thể chữa khỏi. Sớm nói mà, vẫn lát bác sĩ Tiền có cách, nhanh đi. Sư phụ, thầy mau đến đây. Sư phụ của tôi nói rồi, ông ấy lập tức đến. Đợi ông ấy đến rồi, Trịnh lão được cứu rồi. Bệnh của Trịnh lão gia chỉ có tôi mới trị được, sư phụ ông đến cũng vô dụng. Tiểu tử mày đúng là tìm chết. Môn chủ của quỷ y môn tồn tại đẳng cấp như thế nào? Mày lại dám nghi ngờ y thuật của môn chủ? Cậu thật sự không biết trời cao đất dày. Tôi nói cho cậu biết, sư phụ của tôi ghét nhất là nhìn thấy loại như cậu rác rưởi không coi trọng mạng sống của con người. Ông ấy đến rồi thì muốn lấy cái mạng chó của cậu. Tôi nói cho ông biết, vậy thì đợi sư phụ ông đến đây, ông ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống gọi tôi một tiếng sư phụ thôi. Triệu Nghị, anh đừng nói nữa, anh căn bản không biết đáng sợ của quỷ y môn. Ngay cả bố của em cũng phải đối với ông ấy lịch sự 3 phần. Tôi nói là thật mà. Còn có tên phế vật này, ông ta cũng phải gọi tôi một tiếng sư tổ. Cái gì? Tôi nghe không sai chứ? Môn chủ quỷ y môn gọi mày là sư phụ? Hừ hừ, ai ra cái thằng mổ lợn mày, không phải là xem bệnh cho lợn nái chứ? Không tin thì đợi xem đi. Chỉ có điều cách vị không nhanh quyết định, bởi vì bố của cô, ông ấy hình như không thể giữ lâu được. Triệu Nghị cầu xin anh,
có thể lại cứu bố của em được không? Lăng Huyên, em điên rồi à? Môn chủ quỷ Y Môn lập tức tới. Em để cho háu ta chữa bệnh cho bố em. Ông ấy là bố của tôi. Tôi muốn ai trị bệnh thì người đó trị. Và lại tôi tin anh ấy. Xem ra tiểu nha đầu này cũng không hiểu rõ ràng như vậy. Muốn tôi ra tay cũng được. Có điều vừa rồi, sau khi cả người náo loạn như vậy, bệnh của Trình lão gia đã nặng hơn rồi. Vậy nên đợi một lát nữa, bất luận tôi làm gì, các người cũng không thể ngăn cản. Được, tất cả đều nghe anh. Được rồi, tránh ra. Tiểu tử, mày con mẹ nó điên rồi. Nhanh dừng tay cho tôi. Tôi bởi vì Lăng Huyên mới có thể chịu đựng anh như vậy. Lão gia, Triệu Nghị, anh dừng tay đi. Đều không được cử động. Tôi không cho phép bất cứ ai làm phiền Triệu Nghị trị bệnh. Vô lý, quả thật vô lý. Tôi nói cho cậu biết, cậu bớt ở dây tỏ ra thần bí đi. Anh vừa mới đạp mấy cái vào chân, Trịnh lão gia có thể cải tử hồi sinh. Tôi sẽ chặt đứt cánh tay của mình, cả đời không làm bác sĩ nữa. Hy vọng ông nói được làm được, đừng có hối hận. Nếu như cậu có năng lực làm tôi hối hận, tôi lại chặt đứt một cái chân. Quỷ Y Môn thì làm sao? Ông chỉ là một phế vật, mất thể diện. Tôi, đây là cái gì? Đây là cái gì thật mắc ói. Bố bị là sao vậy? Bố cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Vừa rồi suýt nữa thì chết rồi. Là Triệu Nghị anh ấy giúp ba tỉnh lại. Tiểu huy đệ, cảm tạ ơn cứu mạng nhiều. Một việc nhỏ, không cần báo đáp. Thế nào? Là ông tự mình chặt đứt đôi tay, hay là tôi đến giúp ông? Tiểu tử, cậu chẳng qua là có vận khí tốt thôi. Tôi thấy Trịnh lão căn bản chỉ là ăn phải cái gì hỏng vào bụng. Vừa nãy cậu chỉ cần dùng vài cái đạp chân, ăn phải cái gì hỏng. Trịnh lão ra rõ ràng là bị người ta bỏ bùa. Tên lang băm như ông, ngay cả bệnh cũng tra không ra, còn xứng làm bác sĩ. Tiểu huynh đệ, cậu là nói tôi bị người ta bỏ bùa rồi? Không sai, thật là to gan. Rốt cục là ai lại dám bỏ bùa bố tôi? Tôi không phục, tôi không phục. Bỏ bùa cái chó gì? Chẳng qua chỉ là ký sinh trùng mà thôi. Mạng của tiểu tử cậu tốt, để cậu đánh bại rồi. Cậu chỉ là một thằng mổ lợn, cậu tính là thần y cái dám gì? Hừ, một lát nữa đợi sư phụ tôi đến thì sẽ vạch trần trước mọi người bộ mặt thật của tên lừa đảo cậu. Đó là bởi vì có những người tự cho mình là đúng, là lang băm cao cao tại thượng. Ới, có biết bao nhiêu sinh mạng vô tội bị chết. Hôm nay tôi thay mặt cho môn chủ các người thanh lý môn hộ, cậu muốn làm gì? Triệu Nghị anh đừng gây rắc rối nữa. Quỷ Y Môn không phải là nơi anh có thể chọc vào đâu. Quỷ Y Môn, bố vợ ngài có thể không biết, Tiền Dại sư là môn sinh, môn chủ Quỷ Y Môn đắc ý nhất. Cái tên phế vật này mang ông ta phế rồi, hôm nay nhất định phải chết. Tiểu huynh đệ, cậu mau đi đi. Nghe nói sau lưng của Quỷ Y Môn là Long chủ đại hạ năm đó. Long chủ đột nhiên biến mất, nhưng mà cũng là chỗ mà chúng ta không thể chọc vào. Đây là khách quý nhất của Trịnh gia chúng tôi, mới có thể cầm thẻ đen này. Hạn ngạch bên trong có 50 tỷ. Cậu đi ẩn náu một thời gian, muốn đi không có cửa. Hôm nay hắn ta nhất định phải chết. Đồng Bá Thiên, bởi vì nể mặt của bố cậu mới không động đến cậu. Đây là Trịnh gia của chúng tôi, cậu không có quyền lên tiếng. Ông đi. Vì sao tôi phải đi? Quỷ Y Môn xảy ra chuyện cứt chuột như vậy, tôi thay môn chủ thanh lý môn hộ, ông ta nên cảm ơn tôi mới phải. Nếu ông ta dám lợi dụng chức vị, tôi thấy Quỷ Y Môn này cũng nên giải tán rồi. Khẩu khí thật lớn. Là ai bôi nhọ Quỷ Y Môn tôi? Sư phụ, sư phụ, ngài mau cứu con. Sư phụ, sư phụ. Tiền Bân, Tiền Bân, tay của con làm sao vậy? Tôn môn chủ cuối cùng ông cũng đến rồi, chính là thằng giết mổ lợn này, phế đi đôi tay của Tiền sư phụ, còn bôi nhọ chúng ta nữa. Nói cái gì mà Quỷ Y Môn, là sư phụ ông, lại người giống như vậy thì nên dạy dỗ thật tốt. Khốn khiếp, là ai ăn gan hùm mật gấu dám giả làm sư phụ tôi? Tôi thấy cậu ta chán sống rồi. Chặt đôi tay của cậu ta, vứt cho chó gặm. Đây là hiểu lầm thôi Tôn môn chủ. Tôn Diệu, muốn đem tay ai chặt cho chó gặm? Sư phụ, đồ đệ xúc phạm nhiều. Sư phụ, người già hồ đồ rồi, hắn ta làm sao có thể là tổ sư của con được? Khốn kiếp, mày biết cậu ấy là ai không? Mày đây gọi là lừa dối tổ tiên. Đây, đây sao có thể chứ? Tôn Diệu, bản lĩnh của ông thật lớn, dung túng đồ đệ của mình ở bên ngoài giết người vô tội. Hôm nay nếu không phải tôi đến trước, lại có một sinh mạng bị chết thảm. Sư phụ tại thượng, đồ đệ không xứng với sự dạy dỗ của ngài. Tiền Bân này mạo phạm ngài, cho phép ngài xử lý. Ngoài ra, đồ đệ không có cách nào để sẵn sàng trừng phạt chính mình. Đóng cửa Quỷ Y Môn,
vĩnh viễn không bước ra trần thế. Sư phụ, sư phụ, sư phụ ngài cứu con ép đi. Sư tôn, cậu tha cho tôi lần này đi. Sau này tôi không dám. Cậu tha cho tôi lần này đi. Mà thôi, hôm nay cánh tay ông cũng bị phế rồi. Đây cũng là nghiêm phạt với ông. Sau này lại làm sằng bậy, nhất định giết không tha. Cút. Cảm ơn tổ sư. Đứng lại. Á ha ha, cái đó, bệnh của Trịnh lão gia căng đã tốt rồi. Thế thì tôi đi trước. Sao nào, đánh cược thua rồi muốn chạy? Triệu Nghị à, đừng có mà vô lý. Bố của tôi là địa hạ hoàng đế. Tội trạng của anh hôm nay tôi, ngay cả khi có quỷ y môn và Trịnh gia bảo vệ anh, ở hải thành này, dù anh có là rồng thì tôi cũng cuộc lại. Láo xược, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Sư phụ ngài yên tâm, có phải dùng cả quỷ y môn, tôi cũng muốn nói điều này với ngài. Không cần, chỉ là một đỏng da bé nhỏ, tôi từ trước đến giờ không để vào mắt. Mày làm cái gì? Quỳ hay không? Mày dám đánh tao? Quỳ hay không? Mày tìm chết? Quỳ hay là không quỳ? Đừng, 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 ra ra tôi sai rồi. Cháu trai ngoan, cậu sớm gọi thì không xảy ra chuyện rồi. Vâng, vâng, ngài nói đúng, tôi sau này cũng không dám. Được rồi, lăn đi. Vâng, vâng, vâng. Ấy, tôi là lăn đi. Vâng. Triệu Nghị, mày đợi đấy cho tao. Tao nhất định sẽ để cho mày phải chết. Không có chỗ chôn cất. Sư phụ, nếu như không có việc gì nữa thì tôi cáo từ trước. Nếu như ngày nào đó ngài nhàn rỗi, đến quỷ y môn đồ đệ đích thân vì ngài mở tiệc tẩy trần, việc này đến đây thôi. Ông lui xuống trước đi. Ây, được. Thật không ngờ mà anh còn có bản lĩnh lớn như vậy. Em đã nói mắt nhìn của em không tồi mà. Anh tuyệt đối không phải là người bình thường. Lăng Huyên không được quá đáng. Bố anh ấy cũng là người trước đây con nói với bố Ngọc Bích đó, con muốn gả cho NSA. Đây, cô ấy nói đùa thôi. Trình lão ngài đừng để tâm. Em không nói đùa, em nói thật mà. Con đời này nếu không phải anh ấy con không gả. Cái đó, cái chuyện hôm nay nói sau đi. Đúng rồi Trịnh lão, ngài cần khôi phục sức khỏe. Hai ngày này nghỉ ngơi nhiều một chút. Tôi lại kê cho ngài hai loại thuốc nữa. Khoảng thời gian này ngài cần tĩnh dưỡng, sau này sẽ tốt hơn. Cảm ơn nhiều tiểu huynh đệ. Đúng rồi, bố biết anh giờ thủ đoạn bẩn thỉu với bố không? Vương gia kinh đô, vương gia kinh đô, đó không phải là gia đình một tay mình nâng lên sao? Vương gia ở kinh đô là gia tộc lớn số 1, họ Hà cớ gì phải sắp cái chết cho ngài? Vương gia ở kinh đô dã tâm đầy rẫy, kể từ khi Long chủ đại hạ biến mất, ông ta chính là bá chủ của kinh đô. Vương gia bọn họ đã, kinh đô không thỏa mãn nữa bọn họ nữa, muốn sáp nhập và mở rộng toàn bộ bản đồ thương nghiệp của đại hạ, tay của bọn họ duỗi đến hải thành rồi. Được lắm vương gia, có vẻ như đã đến lúc phải mỉa mai rồi. Vậy ngày mai nhà họ Vương sẽ giả vờ đến, lại lén lút ra tay như vậy. Nếu như hắn ta biết bố của em không chết, vậy chuyện này không phải sẽ xảy ra một lần nữa sao? Sói đã nếm được vị ngọt, sao có thể dừng lại được? Bố tiệc từ thiện ngày mai của Trịnh gia chúng ta, vương gia kinh đô đó cũng sẽ đến. Con lo bọn họ lại làm điều bẩn thỉu với bố, hay là để con thay bố có mặt đi? Không được, bộ xương già này của bố, chết thì chết, con là người thừa kế Trịnh gia, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được. Không sao đâu mà, không phải là còn có anh ấy ở đây sao? Tôi, đúng thế, anh võ thuật cao cường, cũng biết y thuật, là người thích hợp nhất để chọn. Ai ra anh làm người tốt thì làm đến cùng đi mà, làm vệ sĩ cho tôi một ngày thôi. Đây, tiểu huynh đệ, tôi biết cậu bản lĩnh lớn, phiền tiểu huynh đệ bảo vệ con gái tôi một chút. Trịnh lão không cần phải khách sáo, việc này tôi vốn dĩ cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Ngài yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ tốt mọi người. Thật sao? Cô nghĩ kỹ chưa? Phí xuất hiện của tôi không hề thấp. Cái ích này em biết, em có thể đưa ra mâu nửa cổ phần của Trịnh gia tặng cho anh. Ồ, còn có cái này, đây là một căn biệt thự bên bờ biển của em, bây giờ là của anh rồi. Vừa là cổ phần, vừa là biệt thự lớn 20 tỷ, Trịnh tiểu thư mạnh tay như vậy. Chỉ cần anh bằng lòng, em cũng có thể là của anh. Cổ phần thì trước tiên không cần, nhà thì tôi sẽ lấy trước. Vừa lúc, tôi tạm thời cũng không có nơi dừng chân. Vậy Trịnh lão ngài nghỉ ngơi trước, tôi đi trước đây. Triệu huynh đệ đi đi thong thả. Cái đó vợ trước của anh, tập đoàn Lưu Thị, cũng nộp đơn thư mời tiệc từ thiện tối, cũng muốn chúng tôi làm đối tác chính thức. Anh nói, em cho hay là không cho đây? Cho đi, đây cũng là điều cô ấy chờ đợi bấy lâu. Cứ coi như
bồi thường cho cô ấy đi. Xem ra, em vẫn đánh giá thấp vị trí vợ trước ở trong lòng anh ấy rồi. Có điều không sao, càng có thách thức càng thú vị và hấp dẫn. Châu Thiếu, cảm ơn anh cho tôi cơ hội lần này đến tham gia tiệc từ thiện của Trịnh gia. Ngữ Yên coi em nói kìa, coi anh là người ngoài rồi. Lần trước, bởi vì Triệu Nghị tên phế vật đó quấy rầy chúng ta với Trịnh tiểu thư, cơ hội giao tiếp chuyên sâu. Lần này, em chỉ cần ở tiệc tối, có thể được Trịnh gia chọn làm đối tác. Vậy Lưu gia bọn em, một bước lên trời thì ở trong tầm tay rồi. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức vậy. Suy cho cùng có nhiều đối tác so với tôi ưu tú như vậy. Yên tâm đi Ngữ Yên, anh nghe nói yến tiệc tối nay Trịnh tiểu thư sẽ giới thiệu một nhân vật lớn. Anh nghe nói anh ta có thể chữa khỏi bệnh cho Trịnh lão gia. Nếu như có thể bắt cầu với anh ấy, sợ gì Trịnh tiểu thư không hợp tác với em. Thật sao? Vậy thì cảm ơn Châu Thiếu trước vậy. Chút lòng thành chút lòng thằng. Phế vật kia sao lại đến đây? Triệu Nghị này thật là to gan. Lần trước tìm người giả mạo Trịnh tiểu thư, hôm nay lại chạy qua đây tìm chết. Triệu Nghị anh đến đây làm gì? Ồ thì ra là Lưu Tổng à. Có chuyện gì? Sau khi ly hôn, chúng ta trở nên xa lạ như vậy sao? Đây không phải là nơi anh nên đến. Anh mau đi đi. Đi là người khác mời tôi đến. Tôi dựa vào cái gì phải đi? Mời mày, mày sẽ không nói. Lại là Trịnh tiểu thư. Mời mày chứ. Đương nhiên là vậy rồi. Triệu Nghị đừng diễn nữa. Tao biết mày bởi vì trả thù Ngữ Yên, lần trước cố ý tìm người giả mạo Trịnh tiểu thư. Nhưng mà mày cũng không xem bản thân mày là cái dạng gì. Với cái dáng vẻ này của mày, Trịnh tiểu thư có thể nhìn chúng mày sao? Chút mánh khóe này của mày cũng quá vụng về rồi. Mày nghĩ sao cũng được. Triệu Nghị anh không được nào nữa. Anh dốc hết tâm tư để nghe ngóng. Tôi muốn đến tham gia buổi tiệc từ thiện, anh liền cố ý đến đây tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ. Có ý gì? Tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ? Lưu Tổng thật sự quá tự phụ rồi. Anh, được rồi đừng ở đây diễn nữa. Chiến thuật khó có được, tao chỉ có thể chơi tốt hơn mày. Đây là tất cả những gì mày có. Không thể nào làm Ngữ Yên thay lòng đổi dạ đối với mày. Nhân nhân trời sinh mù quáng. Giữa tình anh với phế vật, bọn họ biết nên chọn như thế nào? Mày sắp chết đến nơi rồi mà mày còn ở đây. Mày thôi đi, đừng nói là Lưu gia, ngay cả Lưu gia các người, tôi từ trước đến giờ chưa để vào mắt. Còn có Lâm Ngữ Yên, cô cũng không có tư cách. Tôi cố ý sắp đặt cuộc gặp gỡ tình cờ. Triệu Nghị, sao lại biến thành như này? Anh làm tôi quá thất vọng rồi. Còn có chuyện gì không? Không có gì thì tôi đi đây. Ấy ấy ấy, tao nói mày, ở ngoài cửa diễn là được rồi. Đi thuê một bộ tây trang, người mặc lên giống chó lắm. Còn cho rằng mày cơ sâu thể đi vào. So với việc diễn thì tôi quả thật thua kém anh. Không cần diễn cũng trông giống một con chó. Mày nói lại một lần. Đủ rồi Triệu Nghị, anh có biết đây là nơi nào không? Hôm nay đến tham gia tiệc từ thiện là toàn bộ đại hạ, các tầng lớp danh gia vọng tộc, không phải là người bình thường như anh có thể vào. Người bình thường? Cô nói là người tầng lớp thấp à? Lưu Tổng, tôi không có ý này. Không sao cả. Dù sao kể từ khi tôi kết hôn với cô đến bây giờ, cũng không bao giờ nhìn tôi thật kỹ. Từ giờ về sau, cô đi đường dương quang của cô, tôi qua cầu độc mộc của tôi. Được rồi, cái thứ không biết sống chết này lập tức sẽ bị đuổi ra thôi. Không đáng để em buồn lòng vì hắn ta. Không phải chứ, hắn ta thật sự có thể tiến vào. Ngay cả thiếp mời của anh cũng phải mất nhiều công sức để có được. Anh ta sao có thể? Ha ha, anh hiểu rồi. Yến tiệc tối này thiếu người phục vụ, anh ta chắc chắn đến đó để làm phục vụ rồi. Anh kiểm tra một chút. Hừ, xem ra chúng ta thật sự là hiểu lầm anh ta rồi. Hôm nay khách sạn Đại Hào thiếu không ít nhân viên dọn tẩy rửa nhà vệ sinh. Thì ra Triệu Nghị đến để quét dọn vệ sinh. Triệu Nghị à, Triệu Nghị, cứng đầu không phải là bản chất của em sao? Không phải là em cử người đi đón anh sao? Sao mà đến sớm như vậy? Chẳng phải em cũng đến sớm sao? Người của Vương gia đến chưa? Người của Vương gia đến chưa? Đoán chừng là vẫn chưa đến. Vừa là vệ sĩ vừa là bạn đồng hành nam của em, không cảm thấy tốt hơn sao? Vậy mới đúng chứ. Trịnh quản gia lâu rồi không gặp, không biết là Trịnh lão gia tử vẫn ổn chứ? Cảm ơn Châu Thiếu nhớ đến. May là nhờ có tay nghề cao siêu của ân công lão gia mới hồi phục được. Lão gia bình phục rất tốt. Vậy thật tốt quá rồi. Thật không thể ngờ Hải Thành chúng ta còn có thần y như vậy. Không biết hôm nay có cơ hội làm quen, hôm nay ân nhân sẽ tới, đến lúc đó giúp Châu Thiếu tiến cử,
không phải là chuyện gì khó. Vậy thì tốt, cảm ơn Trịnh quản di trước. Vậy hai vị ở đây trước, tôi xin lỗi không tiếp được. Tiểu thư nhà tôi với ân nhân sắp đến rồi, tôi phải đi chuẩn bị tiếp đón. Được, ngài nhanh đi. Châu thiếu, ngài thật là thần thông quảng đại, quả gia của Trịnh lão cũng quen thuộc như vậy, thật sự cảm ơn anh. Ở Hải Thành, ai dám không cho Châu Kiệt mặt mũi, chỉ cần anh mở miệng, đừng nói đến là một lá thư mời, hạng mục của Trịnh gia cũng có thể cho em. Tôi thật sự không thể trả hết ơn, nếu không thì tôi hẹn ngày khác mời anh ăn cơm nhé. Ây được, vậy không bằng tối hôm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm, sau đó lại uống rượu, bắt đầu thuê phòng phải không? Cái thằng phế vật mày, nói bừa cái gì vậy, thật là suối quẩy, sao lại ở đây, cũng có thể gặp được cô vậy, chúng tôi mới là suối quẩy. Hôm nay trước khi ra khỏi cửa nên xem ngày trước mới phải, lại là cô cái người phụ nữ này, tôi còn không tìm cô ngược lại tự mình tìm đến cửa. Lần trước ở yến tiệc, giả làm Trịnh đại tiểu thư, mang sự việc đấy ra đùa cợt tôi còn chưa tính sổ với cô. Dám ở trên địa bàn của tôi tìm tôi tính sổ, anh là người đầu tiên. Hey yo yo, theo như tôi biết, nội tình của hai người các người, còn thật sự cho rằng cô là Trịnh đại tiểu thư à? Nhìn đi, đợi chút chính chủ đến rồi, tôi xem cô làm sao mà còn diễn được nữa. Người Châu gia các người đều là không có não như vậy à? Tôi lúc đầu làm sao lại để người của Châu gia các người đến tiến hành tiệc phong trần cho tôi vậy? Cái người phụ nữ này, cô đang nói bừa cái gì? Tôi khuyên anh đừng có mà ở đây gây sự, nếu không thì đợi lát nữa bị đuổi ra ngoài, tôi không thể giúp được anh. Ây Châu thiếu, thôi đi, nhân vật lớn hôm nay không ít ở trong tim anh ấy, nữ nhân này tại sao lại quan trọng như vậy? Nếu không thì mang bọn họ đuổi ra ngoài đỡ bẩn mắt, không cần phải làm gì thêm, chỉ là một chú hề thôi. Thương tiếc vợ cũ của anh như vậy à? Tôi khuyên em đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là không muốn ở thời điểm này thu hút mắt nhìn mà thôi. Triệu Nghị Anh ở đây đợi em một lát, em trước tiên đi giải quyết việc đã, một lát quay lại. Được rồi, đi bận đi. Ây thằng giết mổ lợn, nữ nhân đó của mày đều đã chạy rồi, không lẽ nào mày còn ở đây tìm chết? Có biết là mày ngồi cái vị trí này là của ai không? Mày có biết hậu quả sẽ ra sao không? Tôi thích ngồi chỗ nào thì ngồi chỗ đấy, anh quản được tôi à? Tao nói cho mày biết, vị trí mày ngồi bây giờ lại là vị trí độc quyền nhà họ Lu. Một người tầng lớp thấp kém như mày ngồi ở đây thì là sỉ nhục đối với bọn họ. Tao cho mày hai con đường, hoặc là bây giờ mày quỳ xuống nhận sai, hoặc là khiến mày ăn không nổi đi không được. Nếu như tôi cự tuyệt thì sao? Được, từ chối. Tôi rất thưởng thức dũng khí của anh, đợi đó cho tôi. Triệu Nghị, cái người Châu thiếu này trong mắt trước đến giờ không chứa nổi nửa hạt cát, xem lại chút tình cảm ngày xưa. Anh đi, nhanh lên đi. Người chồng kết hôn 3 năm, cô không hiểu chút nào. Họ Châu kia, cô lại hiểu rất rõ. Hai người không phải vợ chồng, nhưng lại hơn cả vợ chồng. Tôi với Châu thiếu chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Anh có thể đừng dùng của bụng dạ hẹp hòi đi khi nhờ tình bạn giữa bọn tôi được không? Lời này, chính cô tin không? Lưu Ngữ Yên, anh chính là ở đó. Cho anh mạnh miệng, hiện tại anh muốn đi cũng không kịp rồi. Bỏ đi, cho anh ta nếm chút vị đắng bị đánh đuổi, cũng coi như cho anh ta chút dạy dỗ đi. Chính là anh ta à? Châu thiếu, đây chính là nhân sĩ tầng chót mà anh nói đến. Đúng, Lý đội trưởng, cái tên này chính là công nhân làm vệ sinh khách sạn Đế Hào, nào có cái gì tư cách tới tham gia tiệc từ thiện tối của Lưu gia. Tôi nghi ngờ anh ta không chỉ trà trộn vào ăn uống, anh ta còn có đồng bọn. Đến lúc đó nếu như thật có chuyện gì xảy ra, anh cũng không tiện chịu trách nhiệm. Vị tiên sinh này, có thể phiền anh đưa ra thư mời tiệc từ thiện tối không? Tôi không có thư mời. Ơ Triệu Nghị, làm sao lần này anh lại không mạnh miệng nữa? Người đâu, đưa cái người trà trộn vào đây, ném đi cho tôi. Anh chắc chứ, ném khách quý Trịnh ra đi, hậu quả này anh gánh nổi trách nhiệm chứ? Triệu Nghị, đầu óc anh bị nước vào à? Anh coi mình là ai vậy? Còn khách quý Trịnh gia, sợ quá cũng không sợ. Nói cho anh biết, ngày hôm nay quý khách của Trịnh gia chỉ có một vị, đó chính là Trịnh đại tiểu thư tự mình mời, ân nhân cứu mạng của Trịnh lão. Anh sẽ không phải là muốn nói cho mọi người anh chính là đại nhân vật đó chứ? Vậy nếu như tôi thực sự phải thì sao? Nếu như anh là đại nhân vật kia, tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi anh. Quỳ đi, giả vờ, lại giả vờ rồi. Tôi ngược lại muốn xem ngày hôm nay ai sẽ quỳ lại anh. Tất cả chuyện đều là lỗi của tôi, là tôi không có mắt, cầu xin tiên sinh cho tôi một cơ hội. Ôi, Lý đội trưởng, anh làm gì vậy chứ? Làm sao lại quỳ xuống với phế vật này rồi? Anh biết cái gì? Đây là thẻ đen của Trịnh gia chúng tôi, đại diện cho Trịnh gia.
khách nhân tôn quý nhất. Cái gì? Thẻ đen Trịnh gia? Anh cười cái gì? Lý đội trưởng, tôi cười anh bị anh ta lừa rồi. Cái tên này chính là kẻ giết lợn, hắn làm sao có thể có được thẻ đen của Trịnh gia chứ? Tôi thấy cái này 8 phần 10 là anh ta trộm được. Tôi nói hôm nay anh ta tới tiệc rượu làm gì chứ? Xem ra là sớm có dự mưu. Cái gì? Trộm? Hay cho tên mặt dẹp không chỉ trộm đồ còn dám trêu đùa tôi? Anh ta nói tôi là trộm thì tôi chính là trộm à? Chẳng trách Trịnh lão sẽ bệnh nặng. Hóa ra là Trịnh gia ác anh nuôi một đám phế vật. Mẹ nó, anh mắng ai đó? Được, anh nói không phải anh trộm, vậy anh nói cho tôi biết thẻ đen này tại sao ở trên tay anh? Anh sẽ không nói với tôi là Trịnh lão tự mình cho anh đấy chứ? Là Trịnh lão ra cho tôi. Tôi ở Trịnh gia làm hộ vệ nhiều năm như vậy, đừng nói cùng Trịnh lão, nói câu nào, ngay cả Trịnh tiểu thư tôi cũng chỉ có thể ở rất xa nhìn mấy lần. Một kẻ giết lợn như anh lại dám nói là Trịnh lão tự tay đưa cho anh? Trịnh lão thân phận gì anh cũng xứng sao? Lưu đội trưởng, anh khoan hãy nói, vẫn có khả năng là Trịnh lão cho. Tiểu tử này bán lòng lợn rất ngon, không chừng là Trịnh lão ăn tới vui vẻ, thuận tay thưởng cho anh ta một tấm đi. Tôi vốn là không muốn gây chuyện, nhưng các anh nếu như cứ ong 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 bên tai tôi không ngại tống cổ các anh ra ngoài hết một lượt. Triệu Nghị à, Triệu Nghị, miệng của anh vẫn là cứng như thế nhỉ? Được, Lý đội trưởng, còn có một việc quên nói cho anh biết, cái tên này còn có tiền sự đấy. Lần trước trên tiệc tẩy trần còn tìm người giả mạo Trịnh đại tiểu thư. Cái gì? Nhanh chóng chiến giấu ở địa bàn của tôi, anh còn dám ăn nói ngông cuồng? Bắt lấy cái tên trộm này cho tôi, chờ đợi Trịnh đại tiểu thư tự mình xử lý. Ấy, Lý đội trưởng đừng nóng giận. Anh nói Trịnh đại tiểu thư một ngày kiếm tỷ bạc, làm sao có thời giờ thu thập cái này tên rác rưởi? Nếu như anh trực tiếp chỉnh đốn thằng nhãi này, nhất định có thể nhận được sự thưởng thức của Trịnh đại tiểu thư. Đến lúc đó thăng cấp tăng lương không phải ngay trong tầm tay à? Anh có ý gì? Nhanh chóng chiến giấu. Anh cùng Lý đội trưởng nói cái gì vậy? Tuy rằng Triệu Nghị ăn nói vớ vẩn, nhưng tội không đáng chết. Ấy, yên tâm đi Ngự Yên, nhất định sẽ đối xử lý nhẹ nhàng với Triệu Nghị. Vậy thì tốt. Triệu Nghị, anh còn không cảm tạ Chu thiếu, xin tha cho anh. Anh ta mong tôi chết, tôi lại đi nói cảm ơn với anh ta. Anh quả thực không thể nói lý. Đi thôi thằng nhãi, đi theo tôi một chuyến. Anh nhất định phải động thủ ở đây à? Đợi lát nữa nếu như anh khóc sụt sùi làm mất mặt Trịnh gia, vậy thì khó coi lắm. Người đâu, đưa cái người mượn danh nghĩa Trịnh đại tiểu thư lừa đảo khắp nơi này, đánh chết cho tôi. Vâng. Làm gì đấy? Tất cả dừng tay cho tôi. Cô lại là người nào? Ở địa bàn của tôi, có thể bớt bao đồng hay không? Địa bàn của anh? Anh dám ở Trịnh gia tôi? Nói là địa bàn của anh. Cô là đại Trịnh đại tiểu thư, biết thân phận của tôi còn không mau quỳ xuống? Ai nha, Lý đội trưởng, cái đứa đê tiện này chính là đồng bọn của Triệu Nghị. Cái đứa đê tiện này chính là đồng bọn của Triệu Nghị. Mau bắt hết bọn chúng lại cho tôi, tra hỏi kỹ càng. Nhưng thấy cô ấy chính là Trịnh đại tiểu thư. Không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Anh chỉ là ở phía xa nhìn Trịnh đại tiểu thư mấy lần. Lúc tên Triệu Nghị này tìm người, nhất định là tìm một người có tướng mạo và vóc người giống hệt Trịnh đại tiểu thư đấy. Triệu Nghị à, Triệu Nghị, anh vì giả bộ thành dáng vẻ này cũng thật là nhọc lòng mà. Vì để giữ gìn lòng tự ái đáng thương của mình, anh thật đúng là nhọc lòng tìm lý do cho bản thân. Ha ha ha, tôi tìm lý do được, vậy tôi liền để anh chết được rõ ràng. Vừa nãy lúc tôi gặp được Trịnh quản gia, ông ta đang đi đón Trịnh đại tiểu thư còn có khách quý, cho nên nói hai kẻ các người bây giờ nhất định là đồ giả mạo. Suýt chút nữa lại bị hai người các anh lừa. Các anh quả thực khinh người quá đáng. Nếu anh đã tự chui đầu vào lưới, cũng đỡ cho tôi phải chạy khắp nơi đi tìm cái ả đàn bà làm hỏng danh tiếng của đại tiểu thư. Người đâu, bắt hai người bọn họ lại đưa đến phòng thanh tra xử lý, tôi xem ai dám. Ôi ôi ôi, mỹ nữ, nếu như cô muốn miễn đi tai hoai mấy năm tù ngục, có nhanh thể cầu xin giấu. Nhanh chóng chiến giấu, đi xác nhận là Triệu Nghị cưỡng ép cô làm cái chuyện ngu xuẩn này. Không chừng tâm tình tôi tốt, có thể bảo lãnh thả cô đi. Đương nhiên cô phải trả giá một chút. Nhanh chóng chiến giấu, nếu như anh không muốn cái tay này, tôi sẽ không ngại chém đứt nó. Nhanh chóng chiến giấu, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Các vị khách đi tới chính giữa sân khấu, dạ tiệc từ thiện của chúng tôi sắp bắt đầu. Đêm nay để cho Trịnh đại tiểu thư của chúng tôi chủ trì dạ hội, mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Nhanh chóng chiến giấu, chẳng muốn phí lời với anh, nhanh chóng chiến giấu,
làm sao chính chủ đến rồi muốn chạy, không muốn chết thì thành thật một chút, nhanh chóng chiến giấu. À, đàn bà này điên rồi sao, nhanh chóng chiến giấu. Hoan nghênh mọi người tới tiệc từ thiện tối của Trịnh gia chúng tôi là Trịnh Lăng Huyên. Không, nhanh chóng chiến giấu, sao có thể chứ, cô ta chính là Trịnh Lăng Huyên. Không, không phải là thật sự, cô ta là giả mạo, cô ta đang gạt người. Chu Thiếu Anh cũng chớ nói lung tung, anh có chứng cứ gì à, anh khoan hãy nói, tôi thật sự chưa từng gặp Trịnh tiểu thư. Nếu có người giả mạo, chúng ta đúng là không thể phân biệt được, nói không chừng Chu Thiếu nói là sự thật. Nhanh chóng chiến giấu, các vị, tôi dám khẳng định người phụ nữ này là giả mạo. Trước Chu gia chúng tôi vì tổ chức tiệc tẩy trần cho Trịnh đại tiểu thư, người của tôi vừa nói cho tôi biết Trịnh tiểu thư mới đến sân bay, người phụ nữ này đã xuất hiện ở phòng yến hội rồi. Cái gì, giả sao? Nhanh chóng chiến giấu, Lý đội trưởng, anh mau mau phái người tóm hai người họ lại đi, nếu Trịnh tiểu thư trách tội xuống chúng tôi cũng không đảm đương nổi. Chư vị đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, ngày hôm nay tôi nhất định sẽ không để cho hai người kia sống sót rời đi. Anh cười cái gì, tôi cười anh là người xấu. À, đàn bà này muốn chết, dừng tay cho tôi, dừng tay cho tôi. Trịnh quản gia, ngài đến rất đúng lúc, hai người kia không chỉ trộm thẻ đen của lão gia còn giả mạo Trịnh đại tiểu thư, bây giờ tôi bắt hai người này lại cho ông. Phế vật, anh là muốn hại chủ à? Tôi không hiểu ngài có ý gì. Có ý gì? Cái đầu này của anh, nếu như không muốn thì ném ra ngoài cho chó ăn. Anh thân là người nhà họ Trịnh, anh lại còn muốn bắt Trịnh đại tiểu thư, muốn chết sao? Cô ta là đại tiểu thư. Đại tiểu thư ngài không có sao chứ? Trịnh gia chúng ta tuyển chó lại không chọn lúc nào vậy, người óc heo như này làm sao làm đội trưởng thế? Đại tiểu thư ngài bớt giận, là tôi quản giáo không nghiêm. Người đâu, đưa cái người này ném ra ngoài cho tôi. Trịnh gia VK không bao giờ dùng lại nữa. A, đừng mà đại tiểu thư, đại tiểu thư, đại tiểu thư tha cho tôi đi, tôi không thể mất đi công việc này. Đại tiểu thư, tôi van cô, tha tôi, tha cho tôi đi, tha cho tôi đờ. A, tôi sai rồi. Trịnh quản gia, ông không nói đầu đấy chứ, người phụ nữ kia làm sao có thể là Trịnh đại tiểu thư thật chứ? Làm càn. Tiểu Chu à, tốt nhất cậu làm cho cái miệng mình sạch sẽ một chút cho tôi. Nếu để cho tôi nghe được một câu phi báng đại tiểu thư nhà chúng tôi sẽ xé rách cái miệng này của cậu. Này, Trịnh quản gia, không thể nào, đều là hiểu lầm thôi, cô ấy đúng là Trịnh Lăng Huyên. Mình biết ngay mà, khí chất và cách ăn nói của cô ấy cũng bất phàm, cô ấy chính là thần tượng của mình. Nhưng vì sao cô ấy lại coi trọng Triệu Nghị chứ? Cậu cả Chu gia đúng không? Anh 5 lần 7 lượt gây chuyện với tôi, nếu tôi không giáo huấn anh sẽ thật sự coi tôi là cọp giấy. Tôi xem, chuyện người thừa kế chuyện Chu gia nhà anh, nên để ba anh suy nghĩ thật kỹ. Không, Trịnh đại tiểu thư, đều là hiểu lầm, là tên Triệu Nghị kia, hắn hãm hại tôi, lỗi của tôi xin lỗi cô, lỗi của tôi. Đại tiểu thư, thời gian tiệc tối sắp tới rồi, trừng trị anh sau. Anh cố ý chơi tôi phải không? Anh đã sớm biết người phụ nữ kia là Trịnh Lăng Huyên thật, chính là muốn nhìn tôi xấu mặt. Chu Thiếu Anh đừng kích động, đây là tiệc rượu. Tôi cũng đã sớm nói, cô ấy chính là Trịnh Lăng Huyên, là chính anh không tin. Châu Thía, xác thực trước giờ đều là chúng ta không tin, lần này đắc tội Trịnh đại tiểu thư, hợp tác cũng xong rồi. Yên tâm đi Ngự Yên, đừng quên tối hôm nay còn có khách quý thần bí, nếu như chúng ta có thể tạo quan hệ với anh ta, cho dù có bất hòa hơn nữa với Trịnh tiểu thư, cô ấy cũng phải cho đại lão kia mấy phần mặt mũi, không phải sao? Anh cười cái gì? Anh chẳng qua chỉ là kẻ bám sát Trịnh đại tiểu thư, không thì anh cho rằng chỉ với anh xứng đứng ở đây sao? Tôi theo sát cô ấy là Trịnh đại tiểu thư bỏ ra nhiều tiền mời tôi đến bảo vệ cô ấy, tôi nói mà, chẳng trách lợi hại như vậy, hóa ra là từ một kẻ mổ lợn lên cấp trở thành một bảo vệ, khá lên rồi. Om sòm, anh dám đánh tôi, chẳng qua anh chỉ là chó săn mấy ngày cho người khác, lại thật sự coi chính mình là người ở trước mặt ra về. Tôi cho anh biết, đêm nay so với đại nhân vật thần bí, anh chẳng là cái rắm gì hết. Tôi thực sự là chẳng muốn nói chuyện với những kẻ như anh. Anh tin là các vị khách mời bạn bè đã biết rồi, ngày hôm nay Trịnh gia chúng tôi còn mời một vị khách quý thần bí, y thuật của anh ấy cao minh, cải tử hồi sinh, đã cứu ba tôi, vì lẽ đó ngày hôm nay không chỉ là tiệc từ thiện mà còn là bữa tiệc báo đáp ân công. Hiện tại mời anh ấy lên đài, Trịnh Nghị anh đi đâu đó? Lên đài, không nhìn thấy tất cả mọi người đang chờ tôi à? Anh một đứa mổ lợn, chắc sẽ không nói với tôi, vị khách quý thần bí này chính là anh đi. Làm sao, không tin à? Xem ra anh vẫn chưa ăn đủ dạy dỗ đúng không? Cũng thật là
cho anh làm bảo vệ mấy ngày. Anh đã ra oai vậy rồi. Được, anh lên đi, tôi ngược lại muốn xem sau đó anh chết như thế nào. Ai chết còn chưa chắc chắn đâu. Trịnh Nghị, anh đừng phát điên ở đây nữa. Đừng tưởng rằng anh lấy được sự thưởng thức của Trịnh tiểu thư, anh cứ như vậy không tự biết mình. Nếu như đắc tội An cộng của Trịnh gia, Trịnh tiểu thư cũng không bảo vệ được anh. Tôi không tự biết mình. Lưu Ngữ Yên, nhiều năm như vậy cô vẫn chẳng hiểu tôi chút nào. Vị này chính là ân công của tôi. Triệu Nghị, anh ấy chính là vị khách quý thần bí. Anh ấy chính là vị khách quý thần bí mà mình luôn muốn lấy lòng. Miệng nó, mình là đang nằm mơ à? Tên Triệu Nghị này lại thật sự thành khách quý của Trịnh gia. Không, anh ta chắc chắn chỉ là người đi theo Trịnh tiểu thư mà thôi. Lăng Huyên, tin tức đáng không không? Người vương gia thật sự sẽ đến sao? Không sai, có người nói trên đường trì hoãn chút thời gian, lát nữa sẽ đến. Được, cô uống ít một chút. Sao nào, anh đang quan tâm tôi? Tôi chỉ là sợ sau đó đánh nhau, tôi không rảnh chăm sóc cô. Mạnh miệng, được rồi, tôi đi nhà vệ sinh một chuyến, tỉnh táo một hồi, tôi đi cùng anh. Trịnh tiểu thư, có thể đợi một lát không? Làm sao, vừa nãy giáo huấn còn chưa đủ có đúng không? Trịnh tiểu thư, lúc trước chúng ta thật sự là có quá nhiều hiểu lầm, tôi nghĩ sẽ không tính toán với những nhân vật bình thường chúng tôi đúng không? Tôi cứ so đo đấy. Như thế nào, vừa nãy là ai nói tôi là ả đàn bà đê tiện, còn là một tên lừa đảo? Trịnh tiểu thư, đây là thật hiểu lầm, đều do cái tên Triệu Nghị này, nhất định là anh ta dùng phương pháp gì lừa gạt cô, nếu không thì hai người các cô sao lại đi gần như vậy chứ? Lời này nói thế nào nhỉ? Trịnh tiểu thư, cô nghe tôi nói này, tên Triệu Nghị này ngày trước anh ta chính là một đứa ở rể phế vật của Lưu gia, chính là một tên mổ lợn, anh ta nào có hiểu gì y thuật, càng khỏi nói là chữa khỏi cho Trịnh lão. Này, quả thật có đạo lý. Lấy thân phận thấp hèn hạ đẳng này của anh ta ở cùng một chỗ với ngài, vậy chẳng phải làm giảm đẳng cấp của ngài à? Nhưng là anh ấy thực sự đã cứu ba tôi, tôi còn dự định để anh ấy hỗ trợ quản lý công ty đó. Tôi nói này Trịnh tiểu thư, cô cẩn thận suy nghĩ một chút, một tên mổ lợn như anh ta có thể thật sự cứu Trịnh lão sao? Hoàn toàn chỉ là một sự trùng hợp thôi, hơn nữa trên người anh ta không có tí bản lĩnh nào. Ngài để anh ta làm một tên vệ sĩ đã là cất nhắc anh ta, một kẻ chưa nhận hết mặt chữ để anh ta đi quản lý sản nghiệp Trịnh thị lớn như vậy, vậy không phải là đem Trịnh thị đổ vào đống lửa à? Đây quả thật là không quá thỏa đáng. Nhanh chóng chiến giấu, vẫn là Trịnh tiểu thư thông minh lý lẽ. Theo tôi thấy, dạng người như anh ta không thể đi theo bên cạnh cô, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ hại cô đấy. Tôi cảm thấy cô nên tuyển tôi, từ nhỏ tôi đã được coi là người quản lý xí nghiệp, được bồi dưỡng. Bàn về năng lực, so với phế vật này tôi có thể mạnh hơn một vạn lần. Lợi hại như vậy sao? Xem ra này Trịnh đại tiểu thư cũng không ente hông minh như lời đồn. Nói không chừng mình lại dao động một hồi, không chỉ có thể nếm thử vị, còn có thể tóm được sản nghiệp Trịnh gia nữa kìa. Ý của anh là tôi nên lựa chọn anh chứ không phải Triệu Nghị? Ấy, vâng vâng vâng, không phải anh vẫn đang theo đuổi vợ trước của anh ấy à? Làm sao ở trước mặt tôi lại đi soát cảm giác tồn tại? Sao mà còn chưa ăn được, trong chén đã bắt đầu ăn trong nồi rồi, bị tên phế vật này nhìn thấu rồi. Trịnh tiểu thư, này ngài thật sự hiểu lầm rồi. Ngữ Yên, em đừng suy nghĩ nhiều, anh chỉ yêu thích một mình em thôi, có ý này hay không chính anh rõ ràng nhất. Có điều nói đi nói lại, Lưu tiểu thư, tôi còn phải cảm tạ cô mới phải, cảm ơn tôi. Đúng vậy, nếu không phải cô lựa chọn ly hôn, tôi làm gì có cơ hội quen biết một người đàn ông tốt như Triệu tiên sinh đây. Người đàn ông tốt, Trịnh tiểu thư, e là với ba chữ đàn ông tốt có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm? Trịnh tiểu thư, bản lĩnh của Triệu Nghị tôi rõ ràng nhất, tôi biết vì cô thích anh ta cho nên mới bị che mắt. Thế nhưng nếu như một người đàn ông đến hai chữ tiến tớ cũng không biết viết như thế nào, vậy càng anh ta vĩnh viễn không có bất cứ quan hệ gì. Tiến tới, cô và Triệu Nghị kết hôn 3 năm, cô vậy mà không hiểu anh ấy à? Cô không cảm thấy đối với anh ấy mà nói đây là một sự sỉ nhục à? Hay là nói vị công tử lăng nhăng bên cạnh cô đây vô cùng cầu tiến, Chu Thiếu là người thừa kế tương lai tập đoàn Chu Thị, một câu nói đơn giản của anh ấy là có thể để tập đoàn Lưu Thi chúng tôi có tư cách được tham gia tiệc từ thiện tối nay, mà kẻ vô tích sự Triệu Nghị chỉ là trò cười. Một câu nói của Chu Thiếu cho cô tham gia tiệc từ thiện tối nay, ấy cái này tôi. Trịnh tiểu thư, cô nói Trịnh gia các cô với Chu gia chúng tôi cũng giao tình nhiều năm như vậy, không đến nỗi chỉ vì một Triệu Nghị mà trở mặt đi, trở mặt không tồn tại.
bởi vì Chu gia các anh ở trong mắt tôi chẳng là cái thá gì. Anh so với Triệu Nghị, anh chẳng bằng. Ngón chân của anh ấy dựa vào đầu mà tôi phải cho anh mặt mũi. Trịnh tiểu thư, cô đừng có mà ăn nói quá đáng. Tôi không sánh được với tên mổ lợn này. Tôi sinh ra chính là người thừa kế của Chu gia. Tên Triệu Nghị này chẳng quan anh ta chỉ là lại nhát gan bám váy đàn bà. Nếu nhanh chóng không dựa vào cô, anh ta chẳng là cái thá gì hết. Bám váy đàn bà thì sao? Bám váy đàn bà cũng coi như bản lãnh của tôi. Hơn nữa là Trịnh tiểu thư tự tay đút cơm tới trong miệng tôi. Anh không phục cũng có thể bảo cô ấy đem cơm đút vào miệng anh đi. Quên đi, dù sao anh cũng chỉ có 3 giây, không xứng ăn chén cơm này. Anh muốn chết. Triệu Nghị, anh đừng có mà quá đáng. Tôi biết, anh là bởi vì ghen ghét với Chu thiếu có năng lực hơn anh, vì thế ở đây quấy nhiễu. Chính anh không bản lĩnh thì thôi, hiện tại ngay cả việc thừa nhận người khác ưu tú hơn anh cũng không làm được. Tôi ghen ghét tôi quấy nhiễu. Lưu Ngữ Yên, ở trong mắt cô, tôi kém cỏi như vậy sao? Không biết học hỏi như vậy sao? Anh cảm thấy sao? Vốn là tôi còn đang suy nghĩ, lần này ly hôn có phải là trò đùa quá mức? Thế nhưng hiện tại, tôi nhưng không hề hối hận chút nào, trái lại vô cùng vui mừng. Nhờ vào lần này ly hôn, để tôi hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt thật của anh. Miệng anh luôn nói yêu tôi, lại luôn mồm luôn miệng nói tôi leo lên quyền thế. Nhưng quay đầu lại, tôi và Chu thiếu chỉ là bạn bè. Còn anh thì sao? Vẫn chưa ly hôn, anh đã bám vào Trịnh đại tiểu thư. Tôi thấy người leo lên quyền thế là anh thì có. Đúng, nói không chừng là anh bám vào Trịnh tiểu thư trước, sau đó mới bám vào Ngữ Yên, leo lên quyền thế. Ngoại tình trong hôn nhân, rõ ràng người nhắc ly hôn trước là cô. Tôi thấy người quấy nhiễu cũng là cô. Anh, Lưu tiểu thư tức giận như vậy là ghen à? Trịnh tiểu thư đùa gì thế? Tôi với anh ta đã ly hôn, tôi có cái gì mà ghen? Anh đã không thích Triệu Nghị như vậy, không bằng đem nhường anh ấy cho tôi. Tôi còn muốn khuyên Trịnh tiểu thư một câu, không nên bị bề ngoài của anh ta lừa. Thân phận của cô không tầm thường, anh ta không xứng với cô. Không sai, có thể xứng với Lăng Huyên, chỉ có tôi. Đồng Phách Thiên, sao anh lại tới đây? Nơi này không hoan nghênh anh. Trịnh Lăng Huyên, nói cho em biết, lần này Đồng ca anh tới đây đại biểu cho Vương gia Kinh Đô. Anh chẳng qua chỉ là con trai Đồng Viễn Sơn du côn lưu manh mà thôi, còn là đại biểu Vương gia Kinh Đô. Con mẹ nó, anh điên rồi sao? Dám nói với Đồng ca như thế. Triệu Nghị, tôi biết, lấy thân phận sư tổ của Quỷ Y Môn, bây giờ anh sớm đã đố kỵ tôi. Thế nhưng bây giờ không giống ngày xưa, tôi có ba nuôi chống lưng. Tôi thấy các vị đang ngồi, còn ai dám xem thường tôi? Nhanh chóng chiến giấu. Đồng ca, thằng nhãi này là sư tổ Quỷ Y Môn sư tổ không phải chứ? Có phải là nhầm rồi không? Triệu Nghị làm sao có thể biết y thuật? Nghe cho rõ, người tôi muốn nói là ba nuôi. Triệu Nghị à, Triệu Nghị, tôi cho anh biết, cho dù anh là sư tổ của Quỷ Y Môn thì sao? Ba nuôi của Đồng ca tôi chính là nhị gia Vương Minh của Vương gia, lão nhân gia người vừa thụ phong ngũ tinh thượng tướng, tay cầm 10 vạn hùng binh. Anh ấy à, chết chắc rồi. Cái gì ngũ tinh thượng tướng? Lần này nguy rồi. Cái người Vương Minh này luôn luôn bao che khuyết điểm, cho dù đắc tội với ông ta, Trịnh gia bọn em cũng hết cách. Cái gì mà ngũ tinh thượng tướng, cái gì mà bất tú vi cụ? Anh nghe xem, anh nói cái dám gì. Anh là người duy nhất nắm giữ hỏa đầu binh trong 3 năm. Anh biết ngũ tinh thượng tướng đến là một vinh dự như thế nào không? Chính là Đồng ca, anh nghĩ cái y tên nhóc này từng làm thủ lĩnh của hỏa đầu binh, quan chức lớn nhất từng thấy, cũng chỉ là bếp trưởng mà thôi. Không biết đến ngũ tinh thượng tướng cũng là bình thường. Triệu Nghị, anh không có não tôi cũng không trách anh, nhưng anh đắc tội với Đồng ca. Quỷ Y Môn này của anh và Trịnh gia vẫn còn có thể bảo vệ anh à? Vậy đó sẽ là một sai lầm lớn. Biết điều thì bây giờ nhanh quỳ xuống, cúi đầu nhận sai với Đồng ca, không chừng còn tha cho anh một mạng. Chỉ dựa vào anh ta không xứng. Tôi cầu xin anh đừng ở đây nói năng linh tinh nữa, xúc phạm Đồng thiếu anh nhất định phải chết. Rốt cục cô ở đây lo lắng cho tôi, hay là lo lắng tôi liên lụy đến cô? Anh, Đồng Bá Thiên, việc này không liên quan đến Triệu Nghị, có gì thì nhằm vào tôi. Lăng Huyên à, anh thật sự không biết em bị làm sao, lại luôn bảo vệ cho tên phế vật này. Muốn anh bỏ qua cho hắn ta cũng được. 3 ngày sau, vẫn là ở chỗ này, chúng ta tổ chức tiệc đính hôn. Anh đừng có mà quá đáng. Anh quá đáng, anh lấy em là vinh hạnh của em, đừng có cho mặt mũi mà không cần. Vương gia Kinh Đô để anh qua đây là để giết em, vậy nên em nên cảm ơn anh không giết em. Các vị, hôm nay là ngày đại hỷ. 3 ngày sau, tôi với Lăng Huyên tiến hành tổ chức lễ đính hôn. Các vị nhớ phải có mặt. Ha ha ha, đã là thời đại nào rồi, còn có cuộc hôn nhân dùng vũ lực ép buộc này, thật sự làm tôi mở rộng tầm mắt. Triệu Nghị, tao không xử lý mày, mày nên vui vẻ chứ. Bây giờ còn nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, mày muốn chết bây giờ tao thành toàn cho mày. Liệp báo, ở đây, nhớ để lại toàn thây, nếu không thì vị hôn thê của tôi
nhất định sẽ tìm tôi kiếm chuyện. Vâng. Sát khí thật mạnh. Triệu Nghị, anh mau chạy đi. Việc này không phải anh có thể quản được. Không đi sẽ không kịp. Nhiều năm như vậy, còn không có ai thoát khỏi bàn tay của Liệp Báo tôi. Hôm nay tôi xem anh làm sao chạy. Cậu tên là Liệp Báo, tôi thấy chỉ là một con chó vô dụng. Đừng phí lời trực tiếp lên. Tìm chết. Không, tôi gà. Dừng tay, tôi gà. Lăng Huyên, em cuối cùng cũng đồng ý gả cho anh rồi. Lăng Huyên không cần thiết phải gả cho hắn ta. Triệu Nghị, việc này anh đừng quản nữa. Tên Liệp Báo này em biết là sát thủ nổi tiếng đứng thứ 3 trên thế giới. Anh đánh không lại anh ta đâu. Em vậy mà không tin tưởng anh. Vậy tạo sao chọn anh làm bảo vệ cho em? Bảo tiêu trở nên gầy như vậy, cho nhét hai kẽ răng còn không đủ, còn bảo vệ. Tao khuyến mày nhanh chóng tự sát đi, nếu không tao phải động thủ rồi. Lý Nhị Đản, cậu lâu quá không bị ăn đòn đúng không? Ngứa ra rồi. Mẹ mày là ai? Sao lại biết tiểu danh của tao? Thật là trong núi không có hổ, khỉ là vua. Xem ra đến lúc tôi mỉa mai các ngươi rồi. Am Thanh này, nghe sao mà quen tai như vậy? Tao không quan tâm mày là ai, lão tử đợi lát nữa đem mày chặt đầu ngâm rượu. Châu Thiếu Anh có thể nể mặt tôi, cầu xin đồng thiếu tha cho Triệu Nghị một mạng. Ai, Ngữ Yên, đừng thay cái tên phế vật này cầu xin nữa. Sự việc này đồng thiếu đã quyết định, anh cũng thay đổi không nổi. Đồng thiếu, tôi cầu xin anh tha cho Triệu Nghị một mạng đi. Anh ấy chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không đáng để ngài đích thân động thủ. Đồng Bá Thiên, mày buông cô ấy ra. Bỏ cô ta ra, thịt đến miệng, tao vì sao phải bỏ? Lưu Ngữ Yên phải không? Nghe nói tên phế vật này là chồng cô. Theo tôi, Lăng Huyên làm lớn cô làm nhỏ thế nào? Đồng thiếu anh đừng như vậy, lại gây rắc rối cho lão tử. Đồng ca, anh hiểu lầm rồi. Đây là vợ trước của Triệu Nghị, với Triệu Nghị không có quan hệ gì. Nếu anh muốn báo thù anh ta, vậy thì Trịnh Lăng Huyên này được, cái đấy nhường cho tôi đi. Mẹ mày, mày là cái thá gì, dám khoa tay múa chân với tao? Đồng ca, chỉ cần anh hài lòng là được. Nhanh chóng chiến giấu, thế nào? Mỹ nữ cân nhắc như thế nào? Như này, em chỉ cần theo tôi 2 tháng, tôi sẽ đáp ứng em, tha cho tên phế vật này. Liệp Báo, vâng, mang Lăng Huyên bắt lại đây, ba chúng ta cùng đi. Nghĩ đến thật thú vị. Vâng, mày tìm chết. Mày đang giỡn mặt à? Nhanh giết nó cho tao. Ngữ Yên qua đây, hai người các người không sao chứ? Em không sao. Tập kích bất ngờ. Mẹ mày, lão tử giết mày. Long Ngâm Tuyết, đây không phải là chiêu thức chỉ có minh chủ mới làm được sao? Người này sao đột nhiên lại bay lên, nhào lộn trên không chứ? Triệu Nghị vậy mà lại một chiêu làm Liệp Báo bị thương nặng, đây là loại sức mạnh gì vậy? Triệu Nghị à, Triệu Nghị, anh cuối cùng còn có những thân phận gì, còn giấu em nữa? Đây là Triệu Nghị mà tôi quen biết sao? Anh ấy rốt cục là ai? Tên phế vật nhà mày, nhanh dạy cho tao. Tao mời mày qua đây là để mày ngủ à? Còn đánh không? Không đánh nữa. Tham kiến minh chủ, thuộc hạ Lý Hạ Đản, sau này cũng không dám đánh nữa. Được rồi, tôi biết cậu chỉ là tiếp nhận nhiệm vụ mà thôi, không tính toán với cậu. Đứng dậy đi. Vâng, minh chủ. Minh chủ gì? Đồng Bá Thiên, lần này tôi giúp anh không nổi rồi, anh tự bảo vệ tốt bản thân đi. Mày vậy mà lại dám phản bội, mày không phải là sát thủ xếp hạng thứ 3 trên thế giới sao? Chúng mày có một chút đạo đức nghề nghiệp gì không? Vị này là ân nhân của tôi, sao tôi có thể động thủ với ân nhân của mình được? Ân nhân? Sao lại là ân nhân? Triệu Nghị, mày có phải là có phép thuật gì không? Sao có thể mang một người xoay vòng vòng được? Ồn ào, mày đừng qua đây, còn thủ đoạn gì nữa không? Lôi ra dùng nốt đi. Mày lại qua đây, bố tao với bố nuôi sẽ không bỏ qua cho mày. Được, tao muốn xem bọn họ có cách gì không bỏ qua cho tao. Lý Nhị Đản, qua đây phế hắn cho tôi. Hai tay hai chân. Vâng. Triệu Nghị, tôi sai rồi, anh tha cho tôi đi. Triệu Nghị, anh đừng làm tổn thương người nữa. Bây giờ là xã hội pháp trị, ngay cả khi anh có Liệp Báo giúp đỡ anh, nhưng anh không thể động đến chính phủ được. Không sao, Trịnh gia những thứ hôm nay tôi sẽ coi như chưa nhìn thấy. Ngài tha cho tôi, thật sự cầu xin ngài. Giết mày, giết mày chỉ làm bẩn tay tao. Cút. Vâng vâng vâng, cảm ơn. Đứng lại. Mày vẫn thật hèn nhát. Đưa tên phế vật này kéo ra cùng cho tôi. Được, không có vấn đề gì. Lần này phiền phức lớn rồi. Anh phế Đồng Bá Thiên, tuy là Đồng Viễn Sơn không có gì đáng sợ, nhưng mà Vương Minh ở phía sau cũng sẽ không chọc nổi. Triệu Nghị, anh mau đi đi, anh đi càng xa càng tốt.
đừng quay lại Hải Thành nữa. Vương Minh ở trong mắt anh chỉ là một tân binh tử, không làm được bất cứ việc gì. Triệu Nghị anh không khoác lác sẽ chết sao? Hôm nay nếu như không phải Liệt Báo ở đây thì anh không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Anh nhanh đi cho tôi. Đi đâu? Chịu đòn nhận tội với Đổng Viễn Sơn. Tôi nhận tội với ông ta. Anh cười cái gì? Nếu như ông ta tha thứ cho anh, nói không chừng sẽ không kinh động đến Vương Minh. Nếu không anh nhất định sẽ chết đấy. Được rồi, việc này không cần mọi người phải lo, tôi sẽ tự mình giải quyết. Anh lấy cái gì giải quyết? Lấy cái mạng này của anh, còn chưa có ai dám lấy đi mạng sống của tôi. Vậy tôi đợi thu thập xác chết của anh. Anh tự chăm sóc cho mình. Xem ra vợ trước của anh vẫn còn quan tâm đến anh rất nhiều. Anh nói xem. Hai người bọn anh giấu. Không có khả năng. Nào, con mắt nào của em nhìn thấy cô ấy quan tâm anh? Anh còn không hiểu nữ nhân à? Anh nói thật cho em. Sư tổ của quỷ Y Môn, minh chủ liên minh sát chủ, anh rốt cuộc còn có thân phận gì mà em không biết chứ? Em nói cái gì anh nghe không hiểu? Còn có, việc này để lại cho em giải quyết. Anh đi trước. Lưu Ngữ Yên à, Lưu Ngữ Yên, cô có biết cô đã vứt bỏ đi đàn ông như thế nào không? Cô không cần nữa. Vậy tôi sẽ nắm chắc. Minh chủ, thuộc hạ đáng chết, mong minh chủ trách phạt. Được rồi, đừng nói những lời vô nghĩa này. Đứng lên, nói cho tôi, tại sao liên minh sát thủ, sao lại lưu lạc đến kinh đô bán mạng cho vương gia? Minh chủ, ngài có thể không biết, ngài không phải để chúng tôi đến giúp vương gia. Từ lúc ngài biến mất, vương gia đem tất cả sản nghiệp, toàn bộ đều chiếm đoạt. Chiếm đoạt, chúng tôi chỉ là sát thủ, những việc làm ăn đó, chúng tôi rốt đặc cán mai, vậy nên rất nhanh đã bị phá sản rồi. Ngài còn đặt ra quy tắc, nói không để chúng tôi thương hại người vương gia ở kinh đô, vậy nên chúng tôi chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ, tiếp tục duy trì hoạt động của liên minh. Lại là vương gia này, không nghĩ rằng khi đó tôi, người mà tôi một tay nâng đỡ, lại là chó sói. Thật sự nhìn sai rồi. Minh chủ, tôi nói ngài tốt nhất nên trở lại đi, chỉnh đốn thật tốt những lão già ở kinh đô đó. Không vội, việc này tôi còn có kế hoạch khác. Cậu triệu tập tất cả sát thủ ở liên minh ẩn nấp ở kinh đô, đến lúc mà chúng ta cho vương gia một phần đại lễ rồi. Ngữ Yên, sao em đến dây? Châu Thiếu, Đổng Thiếu bây giờ thế nào rồi? Tứ chi gãy vụn, cho dù có cứu sống, cũng là một người tàn phế. Đổng Viễn Sơn, bây giờ đang trên đường đến Hải Thành. Nếu như mà ông ấy nhìn con trai bảo bối của ông ấy thành ra như thế này, Triệu Nghị đó, có bao nhiêu cái mạng cũng chết không đủ. Cách làm này, Châu Thiếu, anh bản lĩnh lớn, tôi cầu xin anh, nhất định phải cứu Triệu Nghị. Không phải, Ngữ Yên, Triệu Nghị bây giờ đã thành ra như vậy rồi, em còn muốn cầu xin cho hắn ta. Em đừng quên, hai người bọn em đã ly hôn rồi, không lẽ nào em vẫn còn yêu hắn ta? Tôi không có, chỉ là ở với nhau 3 năm, tôi không thể chịu được việc thu thập xác của anh ấy. Không chịu được. Ngữ Yên, cái tên phế vật đó rốt cuộc có cái gì tốt, đáng để em nhớ mãi không quên. Châu Thiếu, anh bình tĩnh một chút, em bảo anh làm sao mà bình tĩnh được. Anh vì em, vì em. Anh đắc tội với Trịnh gia rồi, bây giờ, ngay cả Đồng gia anh cũng đắc tội rồi. Anh rõ ràng so với thằng mổ lợn đấy, ưu tú như vậy, em tại sao vẫn nghĩ đến hắn ta? Nói cho em biết, muốn anh cầu xin cho hắn ta, không có cửa. Châu Thiếu, tôi luôn coi anh là bạn tốt, nếu như anh không bằng lòng cầu xin hộ anh ấy, vậy tôi tự mình đi tìm Đổng Viễn Sơn, tôi đi chịu đòn nhận tội. Em điên rồi, em có biết em làm như vậy là đi tìm chết không? Vậy thì làm sao? Tôi không thể trơ mắt nhìn Triệu Nghị chết. Thật là tình cảm sâu nặng. Nếu đã như vậy, hôm nay anh sẽ biến em thành nữ nhân của anh. Để anh xem, em còn dám ở đây nghĩ đến tên phế vật đó không? Châu Kiệt, anh điên rồi. Đây là bệnh viện, anh cút ra. Triệu Nghị, lại là Triệu Nghị mày. Tất cả mọi người đều hướng về mày. Tao không giết mày, thề không phải là người. Đổng Bá Thiên, đừng trách tôi. Chỉ trách, là trách tên Triệu Nghị. Là hắn ta đã hại chết anh, tôi sẽ báo thù cho anh. Bác sĩ nhanh đến đây. Cậu nói là con trai tôi bị con rể Lưu gia hại chết.
Đúng vậy chú Đồng, đều là Triệu Nghị đó, ngài nhất định phải báo thù cho Đồng ca. Hoàng Đường, con trai tôi mang nhiều người đi như vậy, lại không đánh nổi, một thằng con rể phế vật. Chú Đồng, Triệu Nghị là một tên phế vật, không có bản lĩnh gì, đều là do Liệp Báo đó, đột nhiên phản bội, đánh chúng tôi trở tay không kịp, rất tốt. Dám hại con trai tôi sẽ để anh ta nợ máu phải trả bằng máu. Chú Đồng, theo con thấy Triệu Nghị đó có chút không bình thường, chúng ta phải bắt đầu ra tay từ điểm yếu của hắn ta. Điểm yếu chính là nữ nhân của hắn ta, một người tên là Lưu Ngữ Yên, ngoài ra còn có một người tên là Trịnh Lăng Huyên. Được, việc này giao cho cậu đi làm, nếu như cậu làm tốt, tôi sẽ thay cậu ở trước mặt Vương Minh nói giúp Châu gia các cậu tiến quân vào kinh đô, đều là chuyện nhỏ. Vâng chú Đồng, cháu nhất định sẽ tận tâm tận lực. Không phải chứ, chị người đang làm gì vậy? Đi đi lại lại không phiền à? Không phải chị chỉ là không hiểu. Này hôm qua vẫn còn tốt, Đồng Bá Thiên chết rồi, có quan hệ gì với chị chứ? Người chết lại không phải do chị giết. Không phải chị giết, nhưng mà là Triệu Nghị giết sao? Cái gì? Triệu Nghị giết? Chị, não chị có phải hồ đồ rồi không? Dựa vào tên phế vật Triệu Nghị đó, anh ta dám giết con trai của Thổ Hoàng Đế, anh ta điên rồi. Không được, chị phải đi tìm Đồng Viễn Sơn, mang sự việc nói rõ ràng, thỉnh cầu ông ta tha thứ. Ấy, chị làm cái gì đi tìm chết à? Chị với tên phế vật đó đã ly hôn rồi, anh ta với chị không có còn chút quan hệ nào nữa, chị còn muốn liên lụy đến Lưu gia chúng ta? Vả lại, em nghe nói anh ta thông đồng với Trịnh tiểu thư, người ta cũng chịu, chị còn đi cái rắm gì? Tại sao lại không đi? Ngữ Yên, mẹ ủng hộ con. Không phải chứ mẹ, mẹ cũng không nhìn nổi cái tên phế vật đó mà, sao mẹ lại để chị giúp anh ta cầu xin chứ? Con thì hiểu cái rắm gì. Nói sao thì Triệu Nghị cũng từng là chồng của Ngữ Yên, hai bọn nó có tình cảm như vậy. Lại nói, mặc dù mẹ không thích nó, nhưng không thể thấy chết mà không cứu. Cảm ơn mẹ. Con cứ cho rằng là mẹ sẽ không ủng hộ việc này, bây giờ xem ra là con nghĩ sai cho mẹ rồi. Nhà đầu ngốc, nói nhảm cái gì vậy? Chúng ta là người một nhà. Lúc mà con đi xin lỗi, chuẩn bị quà hậu lễ nhiều một chút. Mẹ tin Đồng tiên sinh chắc sẽ không phải là người không nói lý lẽ như vậy. Mẹ, mẹ yên tâm đi, lần này con đi tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Lưu gia. Nếu như Đồng gia không bỏ qua cho anh ấy, vậy thì mạng của anh ấy. Con nhanh đi đi, mẹ ở đây đợi con. Không phải chứ mẹ, não mẹ bị hỏng à? Mẹ cũng quan tâm đến sống chết của anh ta. Mẹ muốn làm gì vậy? Sao mẹ lại quan tâm đến sống chết của thằng mổ lợn đấy? Vậy tại sao mẹ lại ủng hộ chị của con đi? Bởi vì Châu Thiếu cho mẹ 1.000 vạn. Châu Thiếu nói, Đồng gia nhìn chúng Ngữ Yên rồi, chỉ cần Ngữ Yên chủ động đến Đồng gia, chỗ tiền này là của mẹ rồi, 1.000 vạn. Làm cái gì đấy? Muốn tiền tự mình đi kiếm đi, đây là gia tài của mẹ. Được. Nhưng mà mẹ xúc phạm của con đi như vậy, chúng ta ở Lưu gia làm sao có thể lưu lại nữa? Lưu gia? Hừm, Châu Thiếu đã nói với mẹ rồi, tập đoàn Lưu Thị bây giờ thiếu nợ 50 tỷ. Nếu bây giờ không kiếm được tiền, chúng ta phải ngủ gầm cầu à? Cái nhanh gì? Chóng chiến dấu. Được rồi, mẹ muốn cùng chị em của mẹ đi uống trà chiều. Xem ra mình cũng phải nghĩ cách kiếm chút tiền rồi. Có rồi, Triệu Nghị. Vậy mà mẹ lại có thể từ chỗ Châu Thiếu kiếm được tiền, vậy mình cũng có thể nghĩ cách từ chỗ Triệu Nghị lấy chút tiền. Lăng Huyên này thật biết hưởng thụ. Một mình sống ở nhà to như vậy cũng không sợ trống vắng. Ai ở bên trong? Anh sao giờ mới đến? Người ta đợi anh lâu lắm rồi. Không phải, Lăng Huyên, em sao lại vẫn còn ở đây? Đây là nhà của em mà, em sao không thể đến chứ? Em không phải là đem biệt thự này tặng anh rồi sao? Là cho anh, nhưng cũng không nói là em phải chuyển đi. Như vậy, xem ra Lăng Huyên, nếu không thì em trước tiên mang quần áo mặc vào trước rồi nói. Dù sao thì mặc rồi cũng phải cởi thôi. Hà cớ gì, uổng công vô ích cái đo Lăng Huyên anh. Xuyệt, một đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Nhưng mà đây là ban ngày ban mặt. Ây lắm Huyên, em bình tĩnh một chút, người phải bình tĩnh là anh. Đây là từ em tìm đến.
vẫn còn có khách. Không có mà. Trịnh tiểu thư, cô có ở nhà à? Anh rể của tôi, có phải là anh ở đây không? Lưu Năng, anh ta sao lại đến đây? Anh căng thẳng như vậy làm gì? Anh với Lưu Ngữ Yên, không phải đã ly hôn rồi sao? Sao giống như kiểu ngoại tình thế nhỉ? Không phải Lăng Huyên, anh vừa nãy có chút mất kiểm soát, em đừng quá để ý. Nam nhân các anh đều không phải là thứ tốt lành gì, kéo quần lên liền không nhận người. Anh đây vẫn chưa cởi nưa mà. Được rồi, đùa thôi, em đi thay quần áo đây. Anh rể, không thể ngờ anh thật sự ở đây. Thật khí thế, anh rể, anh với Trịnh tiểu thư. Ở đây sống cũng thật thoải mái. Cậu đến làm gì? Không có chuyện gì thì cậu cút đi. Đừng như vậy, anh rể đại tỷ phu em gọi cái nào nhỉ? Tôi hôm nay đến đây, mang đến một tin tức quan trọng. Còn tin tức quan trọng? Được rồi. Vậy nếu đây không phải là tin tức quan trọng, tôi trước tiên đem lưỡi cậu cắt xuống, sau đó mang đôi chân này của cậu đánh gãy, đỡ cho một ngày cậu ở trước mặt tôi chạy loạn, ảnh hưởng đến tâm trạng tôi. Anh .ans đừng làm bậy, tôi hôm nay tới thế nhưng mang đến tin tức của chị tôi, anh tin hay không thì tùy, chị của tôi chết chắc rồi. Ngữ Yên, cô ấy làm sao? Tôi nói mà, trong tim này của anh vẫn còn có chị tôi, không nhiều. Nhanh chóng chiếm giấu, anh chỉ cần đưa cho tôi, tôi sẽ nói cho anh biết. 5.000 tệ, cậu coi tôi là người tiêu tiền như rác à? Lưu Ngữ Yên đã ly hôn với tôi rồi, cậu nghĩ xem tôi dựa vào cái gì để bỏ ra 5.000 tệ mua một cái tin tức của cô ấy? Không phải chứ, tôi nói, người như anh còn có lương tâm không? Chị tôi nếu không phải vì anh, lúc đầu cũng sẽ không lỗ 50 tỷ, sợ liên lụy đến anh nên mới ly hôn với anh. Tiểu tử anh đã sớm ở gầm cầu rồi, còn có cơ hội cùng Trịnh tiểu thư ở đây lấy lòng sống sung túc. Cậu có ý gì? Cái gì mà nợ 50 tỷ? Nếu không phải chị tôi bám vào Châu Thiếu, bám vào Trịnh gia, muốn cứu công ty sao? Đồ ngốc này, không có tiền sao không nói cho tôi biết chứ? Nói với anh có thể lấy ra 50 tỷ sao? Tôi còn không để vào mắt. Không sao đâu, chị tôi lại không ở đây, anh diễn với tôi cái gì chứ? Tôi không muốn phí lời với anh, nhanh đưa 5.000 tệ cho tôi, nếu không thì anh cứ đợi đấy mà nhặt xác chị tôi đi. Mày nói lại lần nữa, Lưu Ngữ Yên rốt cuộc làm sao? Phế vật, anh mau bỏ tôi ra. Anh không cho tôi tiền, tôi sẽ không nói cho anh. Được, cậu cảm thấy không có cậu thì tôi sẽ không tìm thấy cô ấy à? Được, dù sao thì nhìn cậu cũng không thuận mắt, tôi phế cậu trước, sau đó tự mình đi tìm cô ấy. Tôi nói, chị tôi vì anh nhận tội. Đi tìm Đồng Viễn Sơn, một mình cô ấy, đi tìm Đồng Viễn Sơn. Đúng, chị tôi bây giờ chắc đã đến Đồng gia rồi. Nhanh chóng chiến giấu. Ngữ Yên, sao em lại ngốc như vậy? Không phải anh nói rồi sao, việc này em không cần quản. Đây là sao thế? Ngữ Yên một mình đi tìm Đông Viễn Sơn rồi, anh sợ sẽ xảy ra chuyện, anh phải qua đó một chuyến. Anh điên rồi sao? Đổng Viễn Sơn là người như thế nào? Anh còn không rõ ràng sao? Ngay cả Trịnh gia bọn em cũng không dám chọc. Anh giết con trai ông ta rồi, anh sao lại dám chứ? Anh chỉ là một Đổng Viễn Sơn, anh còn không để vào mắt đâu. Này, lại là Lưu Ngữ Yên. Quan tâm cô ta như vậy sao? Trịnh quản gia, giúp tôi huy động tất cả cảnh bị đội, cùng tôi đến Đồng gia một chuyến. Triệu Nghị à, Triệu Nghị, em đúng là thiếu nợ anh. Ha ha ha, tiểu tử cậu làm không tồi. Chỉ cần thay tôi làm tốt việc, tôi sẽ không bạc đãi cậu. Ây chú Đồng đâu có thể vì ngài làm điều gì đó là vinh hạnh của tôi. Chú Đồng, đây là châu báu tôi cất giữ. Nam nhân dùng nó giống như một cây cột chống đỡ bầu trời, có thể kéo dài, chỉ sợ là một đêm trăm lần cũng không có gì to tát. Đồ này, bên trong lão tử còn chưa cần dùng đến. Chú Đồng biết, ngài càng già càng dẻo dai, có cái này rồi như hổ mọc thêm cánh. Đó là vợ trước của Triệu Nghị, nhưng là một tên phế vật. Này, không phải làm cô ta 3 ngày 3 đêm, dạy cho cô ta một bài học không phải sao? Chú Đồng, dùng rồi nếu như thấy thích, con vẫn còn không ít đồ tốt ở đây. Không tồi, tiểu tử cậu làm việc. Đến lúc đó, Vương Minh nói vài câu hay. Vâng, cảm ơn chú Đồng. Lưu Ngữ Yên đến rồi. Tự mình đưa đến cửa,
Được rồi, các người đều lui xuống đi. Đồng kiếm, con đi tiễn Châu công tử. Con tiễn anh ta. Anh ta cũng xứng. Khốn nạn, ai cho phép con vô lễ với Châu công tử? Con chẳng qua chỉ là do một kỹ nữ sinh thôi. Nếu không phải thân thể chảy cùng dòng máu với tao, còn không biết là mày đang ăn xin dưới cái gầm cầu nào đâu. Bố dậy phải. Châu công tử mời. Đồng kiếm à, đồng kiếm, mày sẽ không thật sự cho rằng thì mày có thể thừa kế sự nghiệp của chú Đồng chứ? Tốt nhất nên xem lại vị trí của mình đi. Mày chẳng qua chỉ là con chó của Đồng gia thôi. Ở đâu ra thằng mổ lợn vậy? Đây không phải là nơi mày nên đến. Nhanh cút đi, mày không phải ở đây đợi tao chứ? Vãi. Mày là Triệu Nghị à? Là tao. Thật sự là cười chết lão tử rồi. Ông chủ Đồng mời nhiều huynh đệ bọn tao đến đây như vậy, tao còn cho rằng là đại nhân vật nào. Thì ra là một thằng mổ lợn. Phí lời nói ít thôi. Vợ của tao đâu? Vợ mày, vợ của Mầu đang cùng ông chủ Đồng đại chiến 300 hiệp rồi. Dúng tục quá độ, tao cho chúng mày một con đường sống. Biết điều thì cút nhanh, nếu không thì đừng trách dao của tao vô tình. Một thằng mổ lợn cầm dao mổ lợn còn muốn một chọi 100 à? Các anh em nhanh chóng chiến giấu, băm nó thành từng mảnh cho tôi. Thật nhiều lời. Lưu tiểu thư đến rồi. Đồng kiếm, mang trà. Lưu tiểu thư, mời uống trà. Cảm ơn. Lưu tiểu thư lần này đến đây có chuyện gì vậy? Đồng tiên sinh, lần này tôi đến là thay mặt Triệu Nghị. Xin lỗi ngài, xin lỗi. Một câu xin lỗi nhẹ nhàng, con trai của tôi có thể sống lại không? Đồng tiên sinh, việc này quả thật là Triệu Nghị sai. Nhưng mà, là Đồng thiếu bắt nạt người trước. Bắt nạt người, con trai tôi toàn bộ tứ chi bị chặt đứt, tử vong sau khi giải cứu thất bại. Triệu Nghị có bị rụng một sợi tóc không? Việc này, không thể nào cho qua như vậy được. Đồng tiên sinh, xin lỗi. Triệu Nghị, anh ấy chỉ nhất thời hồ đồ. Ngài bỏ qua cho anh ấy. Chỉ cần chúng tôi có thể làm được việc gì, tôi sẽ bù đắp cho ngài. Bù đắp. Được chứ? Vậy thì để Triệu Nghị một mạng đổi một mạng, cô cảm thấy sao? Đồ Nghinh tiên sinh, tôi cầu xin ông. Triệu Nghi gì, anh ấy chỉ là nhất thời hồ đồ. Ngài đại nhân đại lượng, ngài mở một mặt lưới, ngài muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đều nghĩ cách bồi thường cho ngài. Lưu tiểu thư vẫn còn có ý với Triệu Nghị. Tôi có một cách. Nếu như Lưu tiểu thư ở lại đây phụ vụ tôi thật tốt, tôi ngược lại có thể bỏ qua cho hắn ta. Như thế nào? Đồng tiên sinh, ngài đừng đùa. Đùa? Ai đùa với cô? Là cô tự mình dâng tới cửa. Đây không thể trách tôi được. Chết một người con trai, cô lại sinh cho tôi một đứa khác để bồi thường. Cô cảm thấy như thế nào? Bỏ tôi ra. Tiện nhân. Diễn cái gì mà diễn. Cô yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi cô đâu. Ông bỏ tôi ra. Cứu mạng, kêu đi. Cô càng kêu tôi càng hưng phấn. Nếu ông dám chạm vào tôi, Triệu Nghị anh ấy sẽ không bỏ qua cho ông. Triệu Nghị, tôi đợi anh ta. Dưới lầu của tôi có vài trăm anh em, đợi đem hắn ta băm thành trăm mảnh mang tặng cho tôi. Ha ha ha, xúc sinh, bỏ tôi ra. Thuốc bắt đầu có hiệu lực rồi. Đợi chút, tôi xem cô làm sao cầu xin tôi. Từ từ thỏa mãn cô. Dừng tay. Mày sao có thể lên được đây? Dám ăn hiếp người phụ nữ của tôi, ông tìm chết rồi. Ngữ Yên, em thế nào rồi? Anh không nên đến đây. Đi nhanh, Ngữ Yên. Khốn khiếp,
ông vậy mà dám hạ thuốc. Người đâu mau đến đây, đừng lãng phí sức lực nữa. Những thuộc hạ đó của ông sớm chạy xuống dưới đội ông rồi. Nói đi, ông còn có gì ngồn gì? Không thể như thế, dưới tôi có 300 người, sao mày có thể đánh bại bọn họ được? 300 người, đó chỉ lũ rác rưởi, đến thêm 500 người nữa cũng không đủ cho lão tử đánh. Mày còn ngẩn người ở đây làm gì? Lên cho tao, con cũng đánh không lại anh ta, con lên chắc chắn sẽ chết. Tao biết mày chỉ là một nghiệt chủng, ngay cả thời điểm quan trọng cũng không hỗ trợ. Hai người cái người nói đủ chưa? Tôi nói vị tiểu huynh đệ này, cậu giết tất cả người khác không tính, tôi là đích thổ hoàng đế, nếu như để tôi ra tay, mày ngay cả cái mạng cũng không còn. Bây giờ trước khi tôi đổi ý, cậu nhanh đi, cẩn thận tôi không khách khí với cậu. Vậy ngược lại để tôi xem, không đến cùng là không khách khí như thế nào. Ngược lại tôi cũng tò mò, là vô dụng như thế nào, có thể ở hải thành tác oai tác quái nhiều năm như vậy, cái đồ không biết sống chết. Cẩn thận, chút công phu này cũng dám giao ai với tôi. Hừm, mày rốt cục là ai? Sao có thể đánh bài chiêu thức của tôi? Chỉ dựa vào ông cũng không xứng biết tên của lão tử. Ông dám làm nhục nữ nhân của tôi thì nên sẵn sàng để chết đi. Tôi bây giờ cho ông một cơ hội, tự tử đi. Triệu gia, tôi sai rồi. Đây là chủ ý của Châu Kiệt. Cầu anh, bỏ qua cho tôi. Tôi đem toàn bộ gia sản của tôi cho anh, đều cho anh. Chút gia sản Đồng gia mấy người cũng dám khoe khoang trước mặt tôi. Công phu lão tử hắt hơi một cái, đủ để làm giàu gấp 10 lần Đồng gia của ông. Mày không thể giết tao. Sao tao là Vương gia Kinh Đô? Tao là anh em của Vương Minh, là ngũ tinh thượng tướng. Mày giết tao rồi, anh ấy sẽ tiêu diệt toàn bộ nhà mày. Được C, vậy tôi đợi xem. Ông ta làm sao tiêu diệt toàn bộ nhà tôi? Chỉ sợ là ông nhìn không thấy. Đi chết đi cho tao. Đây sao có thể? Sao lại chặn được chứ? Dao giết lợn này không hề hư hại. Đây là vũ khí gì? Đại Hạ Long Tước. Đây là Đại Hạ Long Tước. Mày là Đại Hạ Long Vương. Có mắt nhìn. Có điều, ông biết cũng quá muộn rồi. Ha ha ha. Tao thiếu chút nữa ngủ với người phụ nữ của Long Vương rồi. Tôi cũng rất đáng giá. Tìm chết. Đừng động thủ. Triệu Nghị, mày là Long Vương thì sao? Mày chết không nổi. Người phụ nữ mày yêu cũng sẽ bị nổ tung thành từng mảnh. Đừng. Ông bỏ thứ trên tay xuống. Tôi tha cho ông một mạng. Tao khinh. Tao tin mày cái quỷ. Mọi người đều biết rằng Long Vương đã giết rất nhiều người trong đời. Có mày chôn cùng, tao cũng rất đáng giá. Đồng Kiếm, cảm ơn ân công rất nhiều vì đã không giết. Tôi từ lúc nào nói không giết anh? Còn có, vì sao anh lại gọi tôi là ân công? Ân công có thể không biết. Đồng Viễn Sơn lão thất phu này, ông ta ghét bỏ thân phận thấp hèn của mẹ tôi, đã giết mẹ của tôi, còn giữ tôi ở bên cạnh làm chó cho ông ta, chỉ vì để làm nhục tôi. Bây giờ ân công thay tôi tiêu diệt kẻ thù. Đồng Kiếm, từ giờ trở đi, chỉ tuân theo mệnh lệnh của ân công. Cậu rất có khả năng xem xét thời thế đấy. Nếu đã như vậy, vậy sản nghiệp của Đồng gia sau này giao cho cậu quản lý. Cảm ơn ân công. Đứng dậy đi. Việc còn lại, cậu biết nên làm thế nào rồi chứ? Đồng Kiếm, thí phụ đoạt quyền, giành lại quyền kiểm soát lực lượng ngầm của Hải Thành, cùng với ân nhân, càng không liên quan đến Đại Hạ Long Vương. Rất tốt, so với người cha đần độn của cậu thông minh nhân nhiều. Cùng tiện ân công. Triệu Nghị, ở đây xảy ra chuyện gì rồi? Anh không sao chứ? Anh không sao, nhưng mà Lăng Huyên bị hạ thuốc rồi, bọn anh cần phải đi trước. Thật không thể tin được, đại tiểu thư, bọn họ đều là một đao giết chết. Hơn nữa loại vũ khí này rất giống với dao mổ lợn. Dao mổ lợn? Lẽ nào thật sự là Triệu Nghị một mình tiêu diệt toàn bộ Đồng gia? Không được, nhanh rời khỏi đây, ngăn chặn tin tức. Vâng. Quỷ quái, Triệu Nghị này là yêu ma giết người. Không, Vương gia, mình cần phải nói với Vương gia Kinh Đô. Ngữ Yên, em không sao chứ? Em rất nóng. Được, anh lập tức giải độc cho em. Ngữ Yên, em bình tĩnh một chút. Bây giờ anh đi lấy ngân châm. Chồng, giúp em có được không? Em rất nóng. Nhưng mà chúng ta đã ly hôn rồi. Em lúc đó chỉ là bất đắc dĩ. Ai cho phép anh cùng người con gái khác đi gần như vậy?
Em đây là ghen rồi sao? Ngữ Yên, lần này, anh sẽ không buông tay em đâu. Đại tiểu thư, ngài sao còn không đi vào thế? Canh này làm mắt nhanh chóng, đột nhiên không muốn đưa nữa. Ông tự mình uống đi. Ấy đại tiểu thư đây là làm sao vậy? Không muốn, xúc sinh, bỏ tôi ra, thuốc đã có tác dụng rồi. Đợi chút, tôi xem cô cầu xin tôi. Từ từ thỏa mãn cô. Không muốn, Ngữ Yên, không sao, đừng sự ô anh ở đây, em yên tâm đi. Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương đến em nữa. Không sao rồi. Anh hôm qua làm gì em rồi? Anh, hôm qua là em chủ động, sao mà em bây giờ kéo quần lên, em không nhận người nữa. Anh nói nhảm. Em rõ ràng là bị người ta hạ thuốc mà. Được rồi, việc qua rồi, thì cứ để nó qua đi. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, hai chúng ta cùng nhau sống tốt. Nhưng mà anh biết em lo lắng đó là lỗ hổng 50 tỷ của Lưu Thị, phải không? Anh đều biết rồi. Ngốc quá, em tại sao không nói sớm với anh? Nói với anh thì có tác dụng gì? Bỏ đi, anh vẫn là đi đi. Em không muốn liên lụy anh. 50 tỷ đó, tôi thay cô giải quyết rồi. Trịnh tiểu thư, cô sao lại ở đây chứ? Đây là nhà của tôi với Triệu Nghị sớm ở chung với nhau rồi. Cô không phải là không biết chứ? Anh hỗn đản, không phải, không. Vợ à, em nghe anh giải thích, biệt thự này Trịnh tiểu thư đã sớm cho anh rồi. Chỉ có điều, cô ấy vô lại không đi mà thôi. Sao mà lật mặt không nhận người nhanh vậy? Không phải là em phong tỏa tin tức, dựa vào những việc anh làm với Đồng gia, anh có thể sống đến bây giờ à? Đúng rồi, em còn chưa hỏi anh nữa. Anh rốt cuộc là làm thế nào đem em từ Đồng gia cứu ra đây? Anh như vậy Đồng Viễn Sơn sẽ không bỏ qua cho anh. Không sao, Đồng Viễn Sơn đã chết rồi. Cái gì? Đồng Viễn Sơn chết rồi? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nghe nói, con riêng của Đồng Viễn Sơn, thí phụ đoạt quyền, bây giờ hoàng đế ngầm đã biến thành Đồng Kiếm rồi, đúng không? Có lẽ vậy, chỉ ít Đồng gia bây giờ sẽ không làm phiền đến chúng ta. Được lắm Triệu Nghị anh, đến bây giờ vẫn còn diễn với em. Sẽ có một ngày em tra ra được thân phận thật của anh, đó là báo ứng. Có điều anh cũng không được lơ là cảnh giác. Sau này anh có việc gì cũng đừng có kích động như vậy, nếu không thì em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Vậy, nói như thế, vợ à, em tha thứ cho anh rồi. Tốt quá rồi, cái đồ không có lương tâm. Anh xem anh, sắp nơi trêu hoa ngạo nguyệt, em trước đây sao mà không phát hiện anh đào hoa như vậy nha. Không có mà, tha thứ cho anh đi. Bà xã đại nhân, em còn chưa có tha thứ cho anh đâu. Để xem biểu hiện của anh. Đúng rồi, một lát nữa sắp xếp một chút, cùng em tham gia bữa ăn gia đình, tiệc gia đình chị họ em. Cô ta còn không biết chúng ta ly hôn rồi. Đến lúc đó, anh nói ít lời thôi. Thật xin lỗi các vị, có chút kẹt xe đến muộn rồi. Ai ra? Chị nói này em họ, Chơ San Su Gong, đã chờ em nửa tiếng rồi. Em nói xem em giờ mới đến, có chút không hợp đi lý đi. Hay là nói, em xưa nay chưa từng muốn đến. Chị họ, lời này của chị có ý gì? Em họ, chị nói em đừng giả vờ nữa. Chị nghe nói, tập đoàn Lưu Thị bây giờ thiếu tiền vốn, phần trăm không tỷ nha, công ty lập tức sẽ sụp đổ. Ai ra, em nói xem em một mình, có phải là có chút vất vả không? Không cần cô lo lắng, sự việc này chúng tôi đã giải quyết rồi. Giải quyết rồi, ha ha ha, cậu lấy cái gì giải quyết? Dựa vào thằng mổ lợn cậu sao? Em họ, hôm nay thế nhưng là tiệc của gia đình mình. Em nói xem, em mang cái tên phế vật này đến đây chơi là có ý gì? Không thấy mất mặt à? Chị họ, phiền giữ miệng của chị sạch sẽ một hút. Triệu Nghị là chồng của tôi. Ngữ Yên, không phải là chị họ thích nói em. Em nói, Triệu Nghị này có một thân hình đẹp, nhưng anh ta cũng chỉ là một kẻ mổ lợn mà thôi. Còn phải dựa vào một nữ tổng tài xinh đẹp em hỗ trợ, em cảm thấy không mất mặt? Chị họ đều cảm thấy mất mặt đấy. Tiểu Phượng nói đúng đấy. Con xem chồng chị con còn trẻ tuổi, không những lấy được hạng mục 500 triệu của Đồng gia, còn giúp Tiểu Phượng trở thành chủ quản của công ty con Vương gia Kinh Đô. Bữa ăn hôm nay là do nó mời đấy, có thể ăn cơm tại khách sạn Đế Hào. Không cầm vài trăm nghìn thì không ra khỏi đây được. Tam thúc công, ngài nói quá lời rồi. Con đấy, cũng đừng nói là
hôm nay con mời khách, mọi người ăn chút thức ăn ngon. Rượu, chỉ uống rượu quý. Ha ha ha. Hữu Tài với Phan Phượng hai người, không hổ là trai tài gái sắc, mà còn rất có bản lĩnh nữa. Xem bọn họ bây giờ, chắc là phát triển nhanh rồi. Đúng vậy, trẻ như vậy có khả năng như vậy, tuyệt vời lắm. Cái đó Ngữ Yên, em bình thường ăn nhiều thịt lợn rồi, hôm nay cũng nếm thử món ngon. Đe ấp là người một nhà cả không cần khách sao? Những món ăn này, lấy nó ra khoe khoang thật là một ý hay, thật làm mọi người cười ngặt nghẽo. Cậu cái tên phế vật này, cậu nói lại lần nữa cho tôi. Nếu như có nhiều giấy tay chị nhanh đi lấy ra đi, đừng để nghe không hiểu người nói. Vậy đến lúc đó tôi không cứu nổi chị đâu. Mày, ây vợ à, em đừng tức giận nữa. Suy cho cùng thì, có một số người, đố kỵ chúng ta, lại không có bản lĩnh, chỉ có thể dựa vào ra miệng này, khoác lác. Suy cho cùng thì, việc này lại không có bất kỳ chi phí gì. Có phải là, tôi đố kỵ anh, chút đồ này của mấy người tôi không để vào mắt, một hạt cát trong sa mạc cũng không tính. Mọi người đều nghe thấy, lời này vậy mà lại từ tên phết vật này, nói ra khỏi miệng. Ngữ Yên à, chồng của em thật là giỏi, anh thí su chút nữa, hoan hô cho nó rồi. Anh, được rồi Triệu Nghị, anh lại bệnh cũ đúng không? Nhanh im mồm cho em. Được, tùy bọn họ nghĩ sao thì nghĩ. Xin lỗi nhé các vị, Triệu Nghị gần đây não bị thương, nói năng lộn xộn, ngài đừng để bụng. Được rồi, ồn ồn ào ào thật là bê bôi. Ngữ Yên, ta khuyên con nên cân khắc thật tốt. Con rể phế vật này, không có bản lĩnh thì thôi đi, bây giờ não còn bị hỏng, ta khuyên con vẫn là bỏ nó đi, tìm một người khác. Nghe nói tên Châu thiếu gì đó vẫn luôn theo đuổi con phải không? Tam thúc công, đây là việc của con, không cần ngài bận lòng. Ây ra em họ, sao lại có thể nói chuyện với trưởng bối như vậy chứ? Bất kể là tam thúc công nói như thế nào, cũng là vì tốt cho em. Ây yo, chị mà có con trai như vậy thì lập tức nhét nó vào nhà vệ sinh, dìm chết rồi. Cũng có thể so sánh với ăn bám, làm một tiểu bạch kiểm ăn bám con gái. Ha ha ha, nam nhân này ý, nhất định sẽ dựa vào bản lĩnh. Anh ta có một thân hình đẹp thì có ích gì, đi làm tiểu bạch kiểm cho phú bà à? Ha ha, người này không có chút nhận thứ nào cả, còn ngoan cố dây dưa. Ngữ Yên nhà chúng ta không bỏ được, từ chối ký đơn ly hôn. Mặt nam nhân này đều đã bị cậu lăng nhục rồi, vậy thì ít nhất tôi còn thân hình, còn anh bụng rất to, trên mặt đắp toàn phân đúng không? Mày, Triệu Nghị, làm người nên biết bản lĩnh của mình, bàn chân to bao nhiêu thì giày phải mang to bấy nhiêu. Nếu như bây giờ cậu biết không xứng với Ngữ Yên thì ngoan ngoãn cút xéo đi cho tôi, hiểu rõ chưa? Được được dược, được, cảm ơn toàn gia đình các người. Triệu Nghị, mày sẽ không lo lắng về việc rời xa Ngữ Yên rồi thì sẽ không có cơm ăn à? Ây vợ, em bây giờ không phải là chủ quản của công ty so, em hỏi một chút công ty của em, xem gần đây họ có tuyển người không? Suy cho cùng mọi người đều là họ hàng, giúp Ngữ Yên tìm công việc cho Triệu Nghị, đã sắp xếp cho rồi. Vệ sinh an ninh, người gác cửa có làm được không? Hồng, đây là tập đoàn dưới trướng của Vương gia đấy, đó đều là những công ty niêm yết, kể là tìm một con chó giữ của cũng phải có bằng cử nhân trở lên. Triệu Nghị nó như này, sợ rằng không có tư cách. Đủ ôi, mấy người đừng ức hiếp người quá đáng. Việc của Triệu Nghị không cần các người quản, chúng ta đi. Ấy, đừng lo đừng lo, ngồi ngồi ngồi. Thật ra anh cảm thấy anh chị em nói cũng đúng, anh thực sự là không làm được gì cả, chỉ có thể ở đây chùi mông cho bọn họ ăn cơm mềm. Triệu Nghị anh, ây ra, em xem nó, cái khí phách này của em rể em, chỉ là cái này năng lực thiếu một chút. Như vậy đi Triệu Nghị, cậu theo tôi đi, tôi làm anh rể sẽ không để cậu thiệt thòi đâu. Suy cho cùng thì tôi lấy được hạng mục 500 triệu nhà họ Đồng, trên công trường này vẫn thiếu mấy người chuyển ngạch, cậu làm tốt việc, một tháng tôi bắt đầu trả cho cậu 2.800 tiền lương, nộp hợp đồng bảo hiểm, bao ăn bao ở. Ây ra, Triệu Nghị, em xem anh rể của em này đối với em chân thành biết bao, ngay cả hợp đồng bảo hiểm này cũng quản cho em, vậy cậu không phải là nên quỳ xuống đất dập đầu lại biểu thị ý cảm ơn một chút? Bất kể là nói như thế nào, anh rể này của cậu cũng có thể được coi là cha mẹ tái sinh của cậu, vậy có nghĩa là 2.800 dập đầu một cái. Được, chị anh rể, con người tôi ý cũng hào phóng, tấm thẻ này có 10 tỷ, như này, 3.000 nhân dân tệ một cái dập đầu, hai vợ chồng các người dập đầu cho tôi. Triệu Nghị à Triệu Nghị, cậu chẳng qua chỉ là một thằng giết lơn hèn mọn, sao mà chút việc tốt xấu này cũng không phân biệt được, cho cậu cơ hội như vậy, cậu cự tuyệt thì cũng thôi đi, lại còn dám bắt tôi quỳ xuống. Ây ra, thật sự dọa chết tôi rồi, còn 10 tỷ, tiền chôn theo người chết à? Ngữ Yên, em xem em tìm đến đây một tên phế vật gì, như vậy đi, em ý, cũng được coi là đại mỹ nữ bử Hải Thành chúng ta, có không ít ông chủ, đối với em có hứng thú, chỉ cần em nguyện ý xuống ngựa cao, đi cùng với những ông chủ đó, 50 tỷ này, còn không phải là chuyện một phút thôi sao? Ai ra, anh nói thì nói,
còn dám động tay. Tên phế vật mày lại dám đông vào chồng tao. Rất tốt, rất tốt, các người ở đây một lũ nịnh hót, tôi cũng coi như là rõ ràng rồi, tôi không chơi nữa, ngán rồi. Mày, mày muốn làm gì? Đừng nói tôi không cho anh cơ hội, bây giờ mang thẻ nhặt lên cho tôi, nuốt vào trong bụng anh, nếu không thì mấy người từng người chạy không thoát. Láo xược, Triệu Nghị, anh rể cậu, miễn cưỡng xem cậu là người nhà, tìm cho cậu một công việc lợi ích, cậu không cảm ơn nó thì thôi đi, còn dám động thủ, cậu cho rằng mình là ai? Lão gì nhà ông, bỏ đi, chúng ta vẫn là đi trước đi. Không, bọn họ sỉ nhục anh cũng được, nhưng bọn họ sỉ nhục em, vậy thì phải chết. Các người nhanh cút đi cho tôi, phòng bao của các người bị trưng dụng rồi. Nghe thấy chưa, nhanh cút cho tôi, cút ra đi. Đây là tình hình gì? Ai ra, vừa nãy mày không phải kiêu ngạo lắm sao? Muốn đánh tao à? Đây là gặp phải chuyện gì vậy? Trốn đằng sau phụ nữ, tôi hôm nay là muốn nói với cậu, đây đây để lừa, dựa vào mối quan hệ sâu rộng, học hỏi một chút. Mấy người đến từ đâu? Nhưng tôi nói cho các anh biết, tôi là đối tác hợp tác với ông chủ Đồng, các anh xông vào đây như vậy, sơ là, không hợp lý đi. Mày là cái thá gì, còn thích hợp à? Đó là ông chủ Đồng của chúng tôi, muốn ở đây dùng cơm, cậu nói xem hợp lý hay không hợp lý. Cái gì, Đồng lão bản, ây vậy thì. Mọi người, con thấy, cũng đều ăn nọ uống say rồi, nếu không thì chúng ta mang vị trí này, nhường cho ông chủ Đồng đi, đây chung quy cũng là xã hội văn minh, chúng ta cùng nhau xây dựng, với thuận tiện cho người khác, chúng ta cũng thuận tiện mà. Không sai, không sai, ông chủ Đồng đúng là diều dắt hữu tài của chúng ta, ân nhân mà, mỗi một phút thì có thể kiếm được mấy trăm nghìn tệ, thời gian của ông ấy quý như vàng vậy, chúng ta nhanh đem chỗ này giải phóng cho ông ấy, đừng làm lỡ chuyện của người ta. Tên phế vậy này, cậu hư cái gì, lẽ nào cậu đang coi thường ông chủ Đồng? Không phải đâu đại ca, anh ấy không có ý này, chúng tôi đi khỏi đây ngay, chúng ta vẫn là đi trước đi, ông chủ Đồng mới nhậm chức đó, không biết tính khí như nào. Chúng ta vẫn là đừng ở đây chọc cậu ta nữa. Anh không đi, bữa cơm này tôi cho 800 đồng tiền biếu. Bữa cơm này tôi còn chưa ăn xong nữa. Còn có, đầy mang cái người gọi là Đồng kiếm gì đấy qua đây. Anh ta có tư cách gì, có đẳng cấp gì, cũng dám cùng anh rể tôi ở chung một phòng bao. Anh rể tôi, tiền hữu tài, long phượng của loài người. Anh ta có tư cách gì dám sai khiến anh rể tôi? Không phải. Triệu Nghị, con chó nhà mày kêu cái gì? Đại ca, đừng nghe hắn ta, mày là cái thá gì, dám để ông chủ tao xin lỗi. Đại ca, cậu sai rồi, tôi có 100 lá gan, cũng không dám để ông chủ Đồn đến xin lỗi tôi, là nó ở đây nói năng linh tinh, vâng, chính là nó. Ai ra, anh ta chính là con rể đến cửa chùa nhà chúng tôi, chỉ là một con phế vật chỉ biết ăn cứt, hơn nữa, não của nó có chút vấn đề. Mấy đại ca, loại phế vật này không đáng để tôi so đo, không đáng. Ây, chị anh rể sao lại nói như vậy được, tôi không ở đây để chứng kiến hai người bị bắt nạt, tôi mới nói như vậy à, lại nói. Thân phận của hai người lợi hại như vậy, vài anh bạn nhỏ này thì tính là cái dám gì? Triệu Nghị, mày muốn chết cùng đừng kéo theo bọn tao. Tao cảnh cáo mày, mày bây giờ tốt nhất nên quỳ xuống, xin lỗi mấy đại ca này. Nếu không thì, tao sẽ không để mày đến công trường xây dựng của bọn tao. Chuyển gạch, đến lúc đó mày lưu lạc đầu đường, mày cũng đừng trách tao. Anh rể là ta không nể nình. Không sao anh rể, Châu Xê Gia Đờ, nhanh đi gọi Đồng kiếm qua đây, cho anh ta thỏi gian một phút, nhanh qua xin lỗi tôi. Nếu không thì đối với các người không khách khí nữa. Triệu Nghị, anh ở đây làm gì vậy? Không sao, anh có chừng mực, tên tiểu tử nhà cậu nghĩ mình là củ hành tây nào? Ây tiểu bạch kiểm như cậu, cũng dám để ông chủ Đồng của chúng tôi qua đây xin lỗi với cậu, tìm chết đi. Ai ra, điên rồi. Mày vậy mà dám đánh tao, tao thế nhưng là tâm phúc của ông chủ Đồng, mày đợi đấy cho tao. Triệu Nghị, mày nhất định phải chết. Ông chủ Đồng có phong cách làm việc như thế nào? Một lát tốt nhất là mày nên gánh vác hết TTS cả mọi chuyện đi, đừng làm liên lụy đến bọn tao. Triệu Nghị, mày làm việc không thành như vậy, phế vật làm hư việc nhiều như vậy, mày tự mình có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, cũng thôi đi, mày còn liên lụy bọn tao, mày quả thật không là cái thá gì cả. Ngữ Yên, em nhanh cùng tên phế vật này đoạn tuyệt quan hệ đi, nếu không thì em với hắn ta chết cùng nhau đấy, tôi sẽ cùng anh ấy gánh vác trách nhiệm. Quả nhiên là, không phải người một nhà thì không vào được của nhà, quả thật là một lũ điên hai người. Tam thúc công, tên phế vật này vậy mà lại nói hắn ta có thể tự mình giải quyết công bằng. Vậy để hắn ta tự mình giải quyết đi, chúng ta mau rời khỏi đây, không làm tổn thương người vô tội. Đúng, chúng ta mau đi thôi, không quản tên phế vật này, muốn đi. Muộn rồi, ông chủ của tôi lập tức đến, các người đợi chết đi. Ây ra, đây là tiêu rồi,
đều tại tên phế vật mày. Tên phế vật mày, còn không nhanh quỳ xuống, dập đầu nhận sai với các vị đại ca này. Vừa rồi không phải chị mắng tôi rất hăng hái sao? Thế nào, nhìn thấy bọn họ sợ rồi? Thì ra cô chỉ là một con cọp giấy thôi. Triệu Nghị, mày cứ cua đi, chúng tao đều bị mày hại chết rồi. Yên tâm đi anh rể, Đổng Kiếm còn chưa dám làm gì tôi. Hắn ta tiến vào không phải quỳ xuống dập đầu nhận sai với tôi. Là ai khẩu khí lớn như vậy, dám để Đổng Kiếm tôi dập đầu với anh ta? Tiêu rồi. Tam thúc công, ây da, ông chủ Đổng, còn nhờ ngài, ngài tha cho chúng tôi đi. Chúng ta còn có hạng mục hợp tác 500 triệu, vẫn xin ngài, giơ cao đánh khẽ. 500 triệu, đó là xây một nhà vệ sinh khác cho các anh em của tao, còn thật sự cho mày mặt mũi. Ây ây, ông chủ Đổng. Là hắn ta mạo phạm ngài, không liên quan tới tôi. Triệu Nghị này, cùng với gia đình chúng tôi, đã không còn quan hệ rồi, cắt đứt rồi ha ha. Anh tìm nó, tùy ý, không có quan hệ, động vào người của tôi còn muốn chạy. Hừ, người đâu, trực tiếp bắt bọn họ băm thành trăm mảnh, ném xuống sông. Vâng, Đổng Kiếm. Quan uy cậu thật lớn nhỉ. Ân nhân, tiểu Đổng à, mới nhậm chức có mấy ngày mà tôi đã kiêu ngạo như vậy rồi. Triệu Nghị, mày sao lại nói chuyện với ông chủ Đổng như vậy? Ông chủ, ngài có phải là sai rồi không? Hắn ta chỉ là con rể phế vật của Lưu gia, tao thật sự bị bọn phế vật chúng mày hại chết rồi. Chồng, tên phế vật này, sao có thể nào là ân nhân của ông chủ Đổng chứ? Nhanh im mồm đi em. Ân nhân, đều trách tôi quản thuộc hạ không nghiêm, bọn họ thiếu trình độ, vào các ngày trong tuần bọn họ thích hành động độc tài, tôi nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích. Ân nhân, không biết là lời giải thích này ngài hài lòng chứ? Cậu tốt xấu gì cũng là hoàng đế ngầm, lão đại thống trị một phương, cậu chỉ có một chút mô hình này thôi à? Giải thích, thế thôi. Đừng như vậy nữa, bỏ đi, anh ở đây dạy hắn cách làm người. Ân công xử phạt nghiêm minh là đúng. Đổng Kiếm tôi, vấn đề lớn nhất của cuộc đời chính là kết cấu quá nhỏ rồi. Nếu không phải bị một lời của ân công thức tình, QOGC đợi Đổng Kiếm tôi là một trò cười. Là tôi điên rồi, hay là trên thế giới này điển ôi, anh ta còn là Triệu Nghị trước đây chúng ta Uken sao? Hắn ta rốt cục là người như thế nào? Đừng nói nữa. Ân nhân, còn có chỉ thị gì không? Bất kể là mệnh lệnh, biết sai có thể đổi, không có gì tốt hơn. Co gian được LDDA, tôi không nhìn nhầm cậu. Ân công quá khen rồi, sau này vẫn còn nhiều thứ hay cần học hỏi ân công. Việc này trước tiên cứ như vậy đi, cảm ơn ân công nhiều. Đứng dậy, nhanh đứng dậy, mang toàn bộ đế hào bao lại, không được để bất kỳ ai quấy rầy an công dùng bữa. Tất cả chi phí tinh lên tôi. Vâng. Em rể, em nói em là ân công của ông chủ Đổng, tại sao không nói sớm cho bọn chị chứ? Em cũng thật là, em cũng không đem người anh rể em tiến cử một chút đi. Đúng thế, cậu xem cậu với ông chủ Đổng tốt như vậy, vậy trước đây hạng mục 500 triệu có phải là quá bổn gì rồi không? Cậu nói tốt với ông chủ Đổng, ngài là anh rể của ân công, đương nhiên là vậy rồi, đảm bảo không phải hàng giả. Tôi đây là có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn. Có điều ngài yên tâm, ngài là anh rể của ân công, vậy cũng là anh rể của Đổng Kiếm tôi. 500 triệu quả thực quá bùn xỉn rồi. Người đâu, hạng mục của chúng ta còn bao nhiêu chưa được phân phối ra ngoài? Còn có hạng mục 60 triệu. Không cần, tôi không thích nợ ân tình người khác. Hai người bọn họ vừa nãy đã nói qua muốn cùng tôi đoạn tuyệt quan hệ rồi. Triệu Nghị, không phải em rể, lời không thể nói bừa như này. Em xem Ngữ Yên với Tiểu Phượng, cô ấy thế mà là chị em họ thân thiết đấy. Đúng vậy mà, Ngữ Yên bất kể nói như nào, bọn mình cũng chảy cùng một dòng máu, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Vậy thì hạng mục 60 triệu, thật xin lỗi tôi với chị không thân. Em nói như vậy có chút quá đáng rồi, chị ấy bất kể nói như thế nào vừa rồi chị họ cũng đùa thôi mà, chỉ cần không bị khai trừ khỏi gia phả, vậy thì chúng ta đều là người một nhà, đúng không Tam Thúc Công? Tam Thúc Công, ngài tỉnh lại đi. Tam Thúc Công, ngài nhanh tỉnh lại chủ trì công đạo bây giờ Triệu Nghị là ân nhân của Đổng Lão Bản. Đổng Lão Bản muốn cho chúng ta hạng mục 60 triệu, này, lão vô tích sự, được rồi, vở kịch này tôi xem đủ rồi, tiểu Đổng.
đừng ảnh hưởng tôi ăn cơm. Này em rể, đừng, em không thể đối xử với bọn anh thế được. Này, anh bám vào chút quan hệ với ân nhân, lại bắt lạt ân nhân như vậy. Người đâu, đánh cho một trận, lại ném họ ra ngoài, hủy bỏ việc hợp tác với họ, rửa phòng vệ sinh cho tôi. Các người cũng không xứng. Ây, đừng, em rể, anh sai rồi. Được, bây giờ anh sẽ ly hôn với Phan Phượng, đừng hủy bỏ hợp đồng được không? Bây giờ anh muốn cũng không khoác lác được rồi. Nếu em hủy hợp đồng, thì anh không có cách nào giải quyết cả. Tiền hữu tài thằng khốn anh. Người không vì mình trời tru đất diệt. Người đàn bà đanh đá này. Bây giờ tôi đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Ông chịu cho tôi một đường sống đi. Muốn đường sống phải không? Vậy tôi để tiểu đồng sắp xếp cho anh một chân bảo vệ nhá. Lương tháng như anh nói đó, 2.800 tệ. Sau đó 5 phần bảo hiểm, 1 phần tiền tôi sẽ đều đưa cho anh. Được chứ? Bảo vệ. Anh đó, đúng là có thù phải báo. Đấy là ai bảo người bọn họ bắt nạt? Là em chứ. Được rồi. Bỏ ra. Bỏ tôi ra. Nói cho các người biết, các người không thể làm vậy với tôi. Thử bây giờ tôi là người của vương gia ở kinh đô đó. Các người lại dám làm vậy với người của vương gia, bọn họ nhất định sẽ đến tìm các người. Lại là vương gia đó. Vương gia của cô trong mắt tôi chỉ là cái rắm. Cô có tin, bây giờ tôi gọi người của vương gia đến đây, tôi đỡ phải đến đó tìm phiền phức cho họ không? Khẩu khí lớn lắm, ai dám gây chuyện với vương gia chúng tôi? Ông ta là ông hai của vương gia ở kinh đô, thượng tướng năm sao Vương Mạnh. Các người, ai là Triệu Nghị? Vương thúc là tôi đây. Tiểu Kiếm, sao ngài lại đột nhiên đến Hải Thành, cũng không báo trước cho tôi một tiếng, để tôi sắp xếp tiệc tây trần cho ngài. Thì ra là Tiểu Kiếm à. Tôi cũng đang muốn tìm cậu đây. Thằng vô dụng, lại dám giết anh can của tôi, còn làm bá thiên giết chết cấp trên của mình. Tôi thấy là câu chán sống rồi. Vương thúc ông đang nói gì đó, tôi không biết. Đồ khốn, còn giả vờ với tôi. Chu Kiệt đã nói cho tôi rồi, nhanh giao Triệu Nghị ra đây. Nếu tôi vui thì có thể tha cho cậu một mạng. Ha ha ha, ông có bản lĩnh thì giết tôi đi, tôi sẽ không nói gì hết đâu. Được lắm, vậy hôm nay tôi sẽ thành toàn cho cậu. Dừng tay. Ân nhân, tha cho cậu ấy. Người mà ông muốn tìm là tôi. Cậu là Triệu Nghị. Chính là cậu, một mình giết hết 300 người Đồng gia. Đúng vậy là tôi. Ông muốn báo thù thì cứ nhằm vào tôi, tha cho những người khác. Vương tướng quân chính là hắn. Tôi tận mắt nhìn thấy hắn ta một hơi giết chết hơn 300 người, còn có đồng thúc bọn họ, đều là do hắn ta giết hại. Ông nhất định phải thay họ báo thù. Chu Kiệt, người bị ổi này, anh ăn nói linh tinh gì đó. Vương tướng quân không phải như vậy đâu. Triệu Nghị anh ấy chỉ là một người bình thường, sao có thế một mình giết 300 người Đồng gia? Là Chu Kiệt, anh ta có thù với Triệu Nghị, nên mới nói điêu. Sub duration 0.266. Ồn ào, cô là cái thá gì? Tôi bảo cô nói sao? Vương Mạnh ông tìm chết. Ai u, thằng oát, cậu cũng có chút bản lĩnh đó. Thảo nào Đồng gia, hơn 300 mạng người đều chết trong tay cậu. Nhưng tiếc rằng hôm nay cậu gặp phải tôi. Người đâu, giết hết người ở đây cho tôi, để tôi xem ai dám. Vương Mạnh ông đúng là gan to bằng trời, lại dám tự ý điều động cấm quân. Đáng tôi gì đây? Tội, ha ha ha, tội giết đám dân tiện hạ đẳng như bọn mày. Làm gì có tôi, Triệu Nghị à, Triệu Nghị phi. Sắp chết đến nơi rồi mà còn cứng mồm, biết đây là ai không? Vương tương quân, đích thân Thanh Long đại nhân trao tặng, quân hàm thượng tướng 5 sao, cả cái đại hạ này, là sự vinh hạnh tối cao, biết chưa? Vậy chỉ có thể trách Thanh Long đó mắt mù, lại trao tặng huân chương cho một người vô dụng, đúng là mất mặt cả cái đại hạ này. Triệu Nghị, mày có biết mày có nói gì không? Đò chó má không bias sống chết. Mày muốn chết thì đừng có kéo bọn tao theo. Vương tướng quân, tôi là công nhân của công ty dưới trướng vương gia bọn ông, chúng tôi cũng coi như là người của ông rồi. Ông muốn giết thì giết, Triệu Nghị, chứ đừng bao giờ giết tôi. Cút đi. A, giết người rồi. Người nào cũng xứng xưng là người của tôi sao? Giết các người còn ngại bẩn tay đấy. Vương Mạnh đồ khốn này, lại coi mạng người như cỏ rác. Ông đặt quốc pháp và quân pháp của đâu? Ông thấy bản thân xứng với bộ quân phục đang mặc không? Quân pháp, quốc pháp, ha ha ha. Thắng quát, tao nói cho mày biết, ở đại hạ này ngoại trừ Thanh Long đại nhân và nguyên thủ quốc gia ra,
thì tao chính là trời, đờ mờ tao chính là pháp luật. Được. Được lắm, lâu lắm rồi, còn chưa có đến mấy người dám ở trước mặt tôi coi như mạng người như cỏ rác, tàn sát người vô tội. Xem ra đã đến lúc thay đại hạ diệt trừ lũ sâu bọ như các người rồi. Sâu bọ, lại như mày mà còn đòi thanh lý sâu bọ. Lại giống như bọn mày, tao giết không đến mấy nghìn thì cũng đến mấy vạn. Giết lại tiện dân như bọn mày mới là để thanh trừ sâu bọ cho đại hạ. Triệu Nghị, đây đây sao có thể chứ? Long Tước đại hạ, sao mày lại có đại hạ Long Tước? Cái gì? Đại hạ Long Tước? Lẽ nào là bảo kiếm năm đó đại hạ Long Vương luôn mang theo bên mình, có thể ra lệnh cho trăm vạn hùng binh, đó là dùng huyền thiết âm dương đúc thành, là vũ khí không thể phá hủy với sức ma anh vô địch, mày lại biến nó thành con dao chặt xương thế kia? Ai ra đó là trọng điểm sao? Thằng kia mày có được con dao này từ đâu? Rốt cuộc là quan hệ gì với Long Chủ? Đây vốn dĩ là dao của tôi. Ai u, ha 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 ha, nói cứ như mày là Long Chủ vây. Triệu Nghị à Triệu Nghị, trước mặt Vương tướng quân, sao tật xấu của mày lại tái phát rồi? Nếu mày là Long Chủ thì tao là bố của Long Chủ. Xem ra cậu không nhớ chút giáo huấn nào cả. Triệu Nghị anh đừng nói nữa, mạo phạm Long Chủ là giết bất luận tội đấy. Thằng kia tao thấy hay là thế này, mày cũng đừng có bảo tao chèn ép mày. Chỉ cần mày đưa con dao này cho tao, sau đó nói tin tức của Long Chủ cho tao, tao sẽ tha cho mày một mạng. Ấy Vương tướng quân, ngài đừng bị nó lừa. Đây, thằng này sao có thể biết tin tức của Long Chủ chứ? Tôi thấy 8 phần là hắn trộm con dao này, sau đó nó làm thành con dao chặt thịt này. Đây là sỉ nhục đại hạ chúng ta mà. Lại như nó phải băm thây. Người nên băm thây là các người đó. Nghĩ năm đó Vương gia các người là một tay Long Chủ nâng đỡ, bây giờ lại lạm dụng quyền lạm sát người vô tội. Tôi thấy các người mới đáng giết. Này thằng kia, mày biết không ít nhỉ? Nghe mày nói là mày không định đưa dao cho tao rồi. Nếu đã như vậy, vậy thì hôm nay mày phải nộp mạng. Vậy tôi cũng nói, dao của tao cũng như mạng của tao, không lấy đi được đâu. Dao của tao cũng như mạng của tao, không lấy đi được đâu. Được, giỏi lắm. Lâu rồi cũng chưa có ai đánh quá vài chiêu với tao. Hôm nay ông đây sẽ xem mày thế nào. Mang kiếm ra đây. Ya ya. Lên giết nó cho tao. Đây, sao có thể chứ? Đúng là người nào thì binh đấy, một đám rác rưởi. Mày mày đừng đến đây, tao là người mà Thanh Long đại nhân đích thân trao tặng thượng tướng 5 sao. Mày dám đánh tao, Thanh Long đại nhân chắc chắc sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Với cái võ công này của ông, cũng xứng làm thượng tướng 5 sao. Tôi cũng muốn nhìn xem Thanh Long ăn gan hùm mật gấu gì, dám nhục nhạ đại hạ của tôi. Mày đừng có mà ăn nói hồ đồ, Thanh Long đại nhân không phải là người mày có thể sỉ nhục đâu. Nếu như Thanh Long đại nhân đến đây, mày không đỡ được một chiêu. Tôi thấy có vẻ quan hệ của ông với Thanh Long tốt nhỉ. Ông nhét phong bì cho ông ta à? Mày nói bừa, ông đây là dựa vào công quân bỏ lên. Nếu đã như vậy, ông gọi Thanh Long đến đây cho tôi tự hỏi ông ta. Tôi khinh, dựa vào mày, cũng xứng để gặp Thanh Long đại nhân. Đến việc sách dép cho Thanh Long đại nhân mày còn không xứng. Mày đừng cho rằng có chút võ công thì muốn làm gì thì làm. Ông có ý gì? Mang người lên cho tao. Cậu nhẹ chút. Chị, chuyện gì đây? Tiểu năng em không sao chứ? Đây là mẹ vợ và cậu em vợ của mày. Tao cho mày chút thời gian để bọn mày tụ họp. Ông làm cái gì? Làm cái gì? Đương nhiên là muốn để mày chết. Đây không phải là sợ mày cô đơn. Ở đường Hoàng Tuyền không có người đi cùng sao? Không phải dọa. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mẹ đang ở nhà đánh mặt trượt vui vẻ, lại tự dưng bị mang đến đây. Đúng đó chị, họ là ai vậy? Chị đắc tội ai vậy chị? Chị đắc tội ai? Còn không phải thằng họ Triệu này. Đắc tội Vương gia kinh đô bọn tao sao? Chỉ cần là họ hàng với thằng này thì không đứa nào thoát hết. Hôm nay tao muốn dùng máu của bọn mày tế lễ 300 người đồng gia. Cái gì? Vương gia kinh đô? Xong rồi xong rồi, lần này xong rồi. Mẹ ơi, con còn chưa chơi đủ, con không muốn chết.
Thằng này, mày mang đến rắc rối lớn như vậy cho nhà tao, mẹ làm gì vậy? Não con bị cửa kẹp rồi hả? Đến lúc này rồi con còn bảo vệ thằng đó? Người ta là vương gia kinh đô, tìm đến tận nơi rồi, chúng ta đến mạng cũng sắp không còn rồi. Mẹ, chuyện này không phải như thế, là Đồng gia bắt nạt người quá đáng, bọn họ muốn cưỡng ép con nên triệu nghị anh ấy mới. Con ngu này, con ngu, mày bị lừa đá à? Đồng gia có thể coi trọng mày, đó là phúc khí của mày. Sao mày còn muốn kéo nhà chúng ta vào tẫn táng cùng mày à? Câm mồm. Tôi nói cho bà biết, bà còn sỉ nhục cô ấy nữa, tôi đảm bảo sẽ giết bà trước. Phản rồi, phản rồi. Một thằng bị đuổi ra khỏi nhà lại dám đánh tôi, sao số tôi lại khổ thế này? Quan gia, Triệu Nghị này đã bị Lưu gia chúng tôi đuổi ra ngoài lâu rồi. Hắn chỉ là một thằng ở rể ngu ngốc, hắn không có chút quan hệ nào với Lưu gia chúng tôi. Nếu ngài thích, chị tôi, cô ta có thể dâng hiến cho ngài. Mặc dù cô ta đã từng kết hôn, nhưng vẫn rất hấp dẫn. Chỉ cần ngài muốn. Lưu Năng, mấy năm nay tôi đối xử với cậu không tồi. Cho dù chúng ta không có quan hệ huyết thống, tôi đối xử với cậu như em trai ruột, cậu lại đối xử với tôi như vậy đấy à? Tao khinh, chó má em trai ruột gì? Lần trước tôi mắc nợ do cờ bạc, cô một lần cũng không cho tôi cũng không nhận loại chị như cô. Đúng vậy, tôi tuyên bố, Lưu Ngữ Yên không phải là người Lưu gia nữa. Từ nay về sau cô ta và Lưu gia không còn quan hệ gì nữa. Bà dựa vào cái gì chứ? Bà dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì? Dựa vào việc bây giờ tôi là gia chủ của Lưu thị, ngồi íp mẹ trên danh nghĩa của cô. Nếu không phải thấy cô vẫn còn chút hữu dụng, cô nghĩ tôi sẽ giao Lưu thị vào tay cô sao? Đúng là lũ sói mắt trắng, nuôi rồi không nhận. Được, nếu đã như vậy, từ nay về sau Ngữ Yên ân đoạn nghĩa tuyệt với Lưu gia mấy người. Triệu Nghị, Lưu thị coi như đưa cho bọn họ, bao giờ em muốn bao nhiêu cái Lưu thị anh đều cho em. Bây giờ là bọn họ chủ động cắt đứt quan hệ, mong rằng sau này họ sẽ không hối hận. Hối hận? Ha ha ha, hối hận không tẫn táng cùng các người à? Đúng là tức cười, còn đòi Đông Sơn tái khởi nữa. Dựa vào thằng bán thịt trên chợ như mày à? Đúng đó, mày động vào vương gia, bây giờ lại chọc vào quan gia. Nếu mày còn là thằng đàn ông, nhanh quỳ xuống khoanh tay chịu trói, ông ta không xứng. Mày, các người nói đủ chưa? Còn trò chuyện nhà trước mặt tôi à? Coi tôi không tồn tại hả? Quan gia, ngài cũng nghe thấy rồi đấy, Triệu Nghị là Lưu Ngữ Yên này, bọn họ căn bản không phải là người Lưu gia. Chuyện này không có quan hệ gì với chúng tôi, coi bọn tôi như cái rắm thả đi, đồ vô dụng thì cút sang một bên. Không phải nói hai người này có thể dùng để uy hiếp Triệu Nghị sao? Vương tướng quân, tôi cũng đâu có biết, hai đứa ngu này muốn đoạn tuyệt quan hệ với Lưu Ngữ Yên, đồ vô dụng vẫn hoàn đồ vô dụng. Vương Mạnh, hai người này ông muốn giết thì giết, không cần dùng bọn họ để uy hiếp tôi. Vậy sao, nếu như bọn họ đã không được, vậy thì lôi người phụ nữ kia lên đây cho tôi, nhanh. Triệu Nghị, không được cử động. Vương Mạnh, ông tìm chết đó à? Ai yêu thằng danh, đau lòng rồi à? Nhưng mà phụ nữ hấp dẫn thế này, chết rồi thì lại tiếc. Triệu Nghị, anh đừng quản em, thằng khốn Vương Mạnh này, ông ta giết hết nhà em rồi, ba em đã chết rồi. Cái gì Vương Mạnh, ông đúng là ăn gan trời rồi. Ha ha ha, giết một Trịnh gia nho nhỏ thì cần gì gan, đừng nói là Trịnh gia, cho dù là giết cả Long chủ cũng không ai trách tội tao, chỉ dựa vào ông mà đòi giết tôi. Ai yêu, thằng danh, đến lúc nào rồi còn ở đó mà giả vờ? Được, cứ cho mày là Long chủ thì mày có thể làm gì tao nào? Làm gì? Ông thân là thương tướng năm sao, lẽ nào không biết Long chủ có quyền nắm giữ trong tay trăm vạn binh sĩ, hạ lệnh không ai dám không phục tùng. Ha ha ha, còn hạ lệnh không ai dám không phục tùng sao? Ông cười cái gì, lẽ nào không phải? Thằng danh, tao cười mày đó, con non lắm. Tao nói thật cho mày biết, bây giờ quân của Long chủ đã giải ngũ về quê rồi, hắn đã thành một tên vô dụng rồi. Nếu đã như vậy, cho dù hắn có ra Long chủ lệnh thì cũng không thể ra lệnh cho thiên hạ này nữa rồi. Hắn chỉ là một con sói đơn độc thôi, làm sao có thể cùng tao ngu íp có thiên quân vạn mã đấu chứ. Thằng danh, tao không biết mày có quan hệ gì với Long Vương, nhưng mày chết chắc rồi. Bỏ ngón tay bẩn tưởi của ông ra, tôi lại không biết, đường đường là Long chủ lại thua tên vô dụng như ông đấy. Nếu đã như vậy, tôi cũng muốn nhìn em, lệnh của Long chủ trong miệng ông hô hào trăm vạn quân sĩ là thật hay giả. Truyền lệnh Long chủ, trong vòng 3 phút đến Hải Thành diệt Vương gia. Giả vờ giống lắm, còn diệt Vương gia. Vương Mạnh, tôi ra lệnh cho ông nhặt điện thoại lên ngay, tôi còn có thể cho ông chết toàn thây. Ai yêu, mọi người có nghe thấy không? Còn chết toàn thây, nói vậy chắc tôi phải cảm ơn cả nhà mày rồi. Triệu Nghị à, Triệu Nghị, sắp chết đến nơi còn ở đó mà cứng miệng,
thức thời, thì quỳ xuống tạ tội. Nếu không, nữ nhân của mày phải chết. Mày, Triệu Nghị anh gì đi, anh đi đi đừng quản em. Triệu Nghị, Trịnh tiểu thư nói đúng, em biết bản lĩnh của anh không nhỏ, nhưng bây giờ đã không thể đối phó rồi. Anh đi đi đừng lo cho bọn em, yên tâm hôm nay chỉ cần anh còn ở đây, không mua ít nào dám đụng vào bọn em hết. Thằng danh tao không biết mày sử dụng thủ đoạn gì, có thể khiến hai nữ nhân nguyện chết vì mày. Nhưng mà sau khi mày xuống mồ, đừng quên, cầu tình với Diêm Vương. Mày với hai em mỹ nữ này, cá nước thân mật như thế nào? Ông câm mồm thối của ông vào. Vương Mạnh ông chỉ còn một phút. Nghĩ xong di ngôn chưa? Đờ mờ cái di ngôn, thằng danh tao thay người nên chết là mày đây. Tao đã báo cho Thanh Long đại nhân đến đây rồi, chỉ cần tao dâng lên đại hạ Long Tước. Tao thấy ông ấy cho tao làm thượng tướng, 7 sao cũng có thể. Ai ra Vương tướng quân, vậy thì tôi có thể được mấy sao? Cho cậu thượng tướng 3 sao đi. Đánh rắm, đường đường là thượng tướng có sao, mà giá như cải trắng. Hừ Triệu Nghị, tao thấy mày đố kỵ, đợi tao thành thượng tướng 3 sao. Mà mày chỉ là một con chó bán lợn. Ngữ Yên, tôi cho cô thêm một cơ hội, bây giờ trở về bên cạnh tôi có thể cầu Vương tướng quân tha cho cô một mạng. Tôi khinh, cho dù tôi chết, tôi cũng phải chết cùng Triệu Nghị. Được, nữ nhân cho thể diện lại không muốn, vậy thì cô đi chết đi. Mày, báo cáo Vương tướng quân, Thanh Long đại nhân đến rồi. Ha ha ha. Triệu Nghị lần này mày chết chắc rồi. Triệu Nghị phải làm sao bây giờ? Làm sao? Sợ rồi, vừa rồi không phải mày còn kiêu ngạo lắm sao? Có bản lĩnh thì cùng tao di chào đón Thanh Long đại nhân. Tôi thấy ông mới là người sợ, chúng ta đi. Thanh Long đại nhân ngài cuối cùng cũng đến rồi. Sung He nói các người tìm thấy đại hạ Long Tước rồi. Vâng, chúng tôi gian nan cực khổ, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Chỉ là bị một thằng mổ lợn lấy rồi biến đại hạ Long Tước thành dao mổ lợn. Đúng là ghê tởm vô cùng. Cái gì? Dao mổ lợn? Người đó ở đâu? Lại dám sỉ nhục thần khí của đại hạ. Tôi nhìn nhìn anh ta thành cho. Thanh Long đại nhân, chính là thằng phế vật Triệu Nghị đó. Không những sỉ nhục thần khí, còn đang tự xưng là Long chủ đại nhân, không thèm coi ngài ra gì. Loại người như vậy đúng là đáng nghiền tan xương nát thịt. Gan to lắm, người đâu đem anh ta xuống ngũ mã phanh thây. Thanh Long ông muốn ngũ mã phanh thây ai? Thuộc hạ Thanh Long, bái kiến Long chủ đại nhân. Bái kiến Long chủ đại nhân. Thật sự là Long chủ đại nhân? Sao có thể? Thanh Long đại nhân ngài có nhầm lẫn gì không? Sao hắn ta có thể là Long chủ đại nhân? Dám sỉ nhục Long chủ đại nhân, cậu tìm chết. Sờ bỏ cô ấy ra. Em không sao chứ? Em không sao. Yên tâm, anh nhất định báo thù cho bố mẹ thay em. Cảm ơn. Không sao. Thanh Long ông có nhận tội không? Thuộc hạ không biết. Cầu Long chủ đại nhân chỉ điểm. Thanh Long bây giờ ông nắm trong tay quyền lớn, lại để thuộc hạ của mình lạm sát vô tội, làm ô nhục đại hạ triều cương. Tội này ông có nhận hay không? A a a. Thằng phế vật này, lấy danh nghĩa của tao ở bên ngoài làm cái gì? Tao giết mày. A a, Thanh Long đại nhân, đừng đánh nữa, tôi sai rồi. Đúng là do Chu Kiệt, là chủ ý của Chu Kiệt. Cậu ta nói Trịnh gia và Triệu Nghị. A à, không không không, là cùng Long chủ đại nhân là một đám. Cậu ta muốn diệt Trịnh gia. Long chủ đại nhân, Vương gia cũng là gia tộc mà trước khi ngài quy ẩn bảo tôi nâng đỡ. Ông ta nhất định là bị thằng tiện nhân này mê hoặc. Bây giờ tôi sẽ giết cậu ta để bàn giao cho ngài. Tôi bị oan. Long chủ đại nhân, người cũng đã bị giết, tôi làm cấp trên cũng phải có trách nhiệm. Ngài hãy nể mặt tôi, cho thuộc hạ của tôi một cơ hội lấy công chuộc tội. Long chủ đại nhân, tôi sai rồi, cầu ngài tha mạng. Tôi không dám nữa. Long Vương đại nhân hiểu lầm rồi.
Vương Minh lợi dụng chức quyền để trục lợi, giết người vô tội một cách bừa bãi. Thanh Long đại nhân động thủ đi. Đừng mà Thanh Long đại nhân. Cứu tôi đi mà, tôi không muốn chết. Ông còn không động thủ. Được, tôi đích thân ra tay. Dừng tay. Chuyện gì xảy ra? Thanh Long không phải là thuộc hạ của Triệu Nghị sao? Xem ra bây giờ không phải rồi. Thanh Long ông đây là có ý gì? Ông muốn phản bội à? Gọi cậu một tiếng Long Vương đại nhân là cho cậu mặt mũi. Cậu nói cậu rút lui về nông thôn cũng thôi đi, cậu lại nhảy ra làm cái gì? Tôi nên sớm nghĩ đến là ông. Nếu như không phải là ông, Vương gia kinh đô sao lại dám không lo ngại gì đến vậy? Chỉ là tôi không thể ngờ, chỉ vài năm ngắn ngủi, ông quả thật biến thành như Vienna Phi. Mày im mồm. Trước đây tao với mày ném đầu đổ máu, chắn bao nhiêu thương tích vì mày. Mày nói về ở ẩn là về ở ẩn, bỏ lại hàng trăm vạn binh lính, địa vị cao không muốn. Cái già gì mà ở ẩn với ở ẩn? Mày làm cho các anh em này cảm thấy thế nào? Tại sao tôi lại không cần nhắc? Các người không phải đều thăng quan tiến chức, cả danh và tài rồi sao? Mày biết không? Không có mày bảo hộ, năm đó tội trạng của mày, tất cả thế lực, toàn bộ đều tìm đến bọn tao. Mày quả thật mang bọn tao đẩy đến bước đường cùng, đi đến địa vị ngày hôm nay, toàn bộ dựa vào bản thân tao mà lên. Xin lỗi, đây là tôi không ngờ tới. Mày có thể nghĩa cái gì? Mày chỉ là một người ích kỷ. Tất cả mọi người bọn tao với mày đều là vì danh nghĩa. Vậy mà mày lại không tin. Tao đấu tranh cho chính mình thì có gì sai? Vậy nên ông chúng túng cho Vương gia kinh đô, cùng ông cùng nhau giết người vì ép tiền. Muốn làm gì thì làm sao? Không sai, Vương gia bây giờ chính là cây tiền dụng của tôi. Thậm chí ngay cả quốc thủ đại nhân đều không dám dễ dàng động thủ với tao. Hôm nay tao chính là đại hạ Long Vương thứ hai. Ông thật sự bị tiền bạc và quyền lực làm mù tim rồi. Vậy thì làm sao? Mày bây giờ chỉ là cá trong chậu, vậy mà dám chạy ra đây tìm chết. Vậy thì đừng trách tao không niệm tình cũ. Chỉ cần mày cầm đại hạ Long Tước, tao có thể nắn được trăm vạn đội quân của đại hạ. Ông sẽ không phải thật sự cho rằng đơn giản dựa vào con dao này thì ông có thể truyền lệnh trăm vạn hùng binh của đại hạ sao? Có ý gì? Có thể ra lệnh cho trăm vạn binh của đại hạ không phải mang dao này mà là tôi. Mày thật sự cho rằng bản thân mình năm đó Long Vương lệnh xuất hô hào xứng bá đại hạ Long Vương sao? Tao nói cho mày biết, thế lực của mày đã sớm bị phân chia rồi, mọi thứ đều sạch sẽ rồi. Bây giờ mày chẳng qua chỉ là một thằng phế vật. Chỉ cần tao giết mày rồi, tao có thể chân chính trở thành đại hạ Long Vương rồi. Được, vậy ngược lại để tôi xem ai mới là đại hạ Long Vương chân chính. Thời gian đến rồi. Tu La Chiến Thần phụng lệnh Long Chủ. Tu La Chiến Thần phụng lệnh Long Chủ đến trước báo cáo. Thì Sát Chiến Thần đến trước báo cáo. Đừng dậy đi, đây sao có thể? Mày phát lệnh Long Vương lệnh lúc nào? Vì sao tao không nghe thấy? Ngay từ khi Vương Minh đối với ngươi thái độ kỳ quái, tôi đã sớm biết ông có vấn đề rồi. Như thế nào? Ông bây giờ còn cảm thấy rồi một thân một mình không? Sao lại có sẽ như thế này? Không phải là đã sớm giải ngũ về quê rồi sao? Bọn họ dựa vào cái gì mà nghe mày? Mệnh lệnh của Thanh Long đại nhân, chúng tôi giải ngũ về quê. Chúng tôi cũng là người của Đại Hạ Long Chủ, một tay nâng đỡ, sao có thể sẽ vì anh ấy giải ngũ về quê mà phản bội chứ? Long Chủ đại nhân, đem tên phản đồ này giao cho tôi, TTOI để cho ông ta biết cái gì gọi là hậu quả của phản bội. Long Chủ đại nhân, tôi sai rồi, tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn. Tôi xin lỗi cậu, cậu cứ xem như tôi đã từng dốc sức vì cậu. Cậu tha cho tôi đi, tha cho tôi, tha cho tôi đi, tha cho ông. Những người của Trịnh gia có thể sống lại không? Tất cả đó là vì ông mà chết thảm. Gia đình tan vỡ có thể đoàn tụ được không? Long Chủ đại nhân, lại cho tôi một cơ hội, tôi sẽ không dám nữa. Tôi cái gì cũng không cần, cậu tha cho tôi cái mạng này đi. Long Chủ đại nhân, mày đi chết đi. Tôi vốn dĩ không muốn giết ông. Đừng để ở trong lòng, đó là ông ta tự tìm. Đúng, tội trạng của ông ta nên có cũng thôi đi, xứng đáng với linh hồn của bố em trên thiên đường. Lệnh của Nguyên Thủ Quốc gia, mời Long Chủ tiếp chỉ. Nhận, Nguyên Thủ Quốc gia truyền lệnh. Đại Hạ Long Chủ dọn sạch những kẻ phản bội, bảo vệ sự ổn định của đất nước, được trao danh hiệu Long Chủ Long Vương, xưng dị xưng vương, thưởng ban nửa giang sơn. Truyền lệnh cho đại hạ hùng binh, không thể không nhận. Nguyên Thủ Quốc gia nào như vậy? Long Chủ đại nhân, ngài DNGWF từ chối nữa. Ngài cũng biết Nguyên Thủ tinh tình trẻ con, ngài không ở đây đoạn thời gian này, anh ấy cũng du sơn ngoạn thủy khắp nơi. Cậu xem đem sự việc náo loạn này, ngài không ở đây, ông ấy cũng không làm chủ được tính nết của mình. Được rồi, cứ coi như là tôi nợ anh ta. Cậu quay về có thể bẩm báo là tôi đồng ý rồi.
Ha ha ha, vậy thật tốt quá rồi. Ồ đúng rồi, nguyên thủ lần trước còn tặng cho Vương Long Phi không ít đồ vật nữa, chỉ có điều... chỉ có điều không biết hai vị, ai mới là Long Vương Phi, lẽ nào hai vị đều là... Chúng tôi đều phải... Đúng đều phải,